còn bước vào giữa sàn đấu. Và bây giờ trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Đập vỡ cây đàn, người ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời vàng trắng như vôi, dần người điên đảo quên người. Đập vỡ cây đàn dần người con gái yêu đàn, buồn nơi. Làm sao để nguôi đâm vỡ cây đang dần người đôi trắng thay đen dần đời điên đau bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn, em bảo tôi rằng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Thăm dò từng người trong xóm tin nàng, xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi xót thương mình. Đời ơi còn chi đàn ơi biệt ly, đắp vỡ cây đang dần người đôi trắng thay đen dần đời trở như bàn tay. Con gái mang giọng ca thật buồn, em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vui vang lên tính đi tìm theo học. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Hãy thăm dò từng người trong xóm trong nàng, nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu, người báo tin buồn vang danh rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi xót thương mình. Đời ơi còn chi đàn ơi biệt ly, đắp vỡ cây đang dần người đôi trắng thay đen dần đời trở như bàn tay. Dần người đổi trắng thay đen dần đời.
Và xin cảm ơn hai bạn rất nhiều ạ. Và đó chính là ca khúc Đập Vỡ Cây Đàn đến từ phần thi đấu của Thanh Tú và Thạch Thảo. Ai hú dữ vậy? Ai hú vậy? Chị hú á, em nghe tiếng chị hú á. Chị hả? Đàn chị hú á, hú á. Chỗ gà chị mà. Không mà hát hay thiệt. Ủa, ra lãng tử dáng cao, tóc bay bay bay, đập vỡ cây đàn. Với lại em biết không, đây là cái bài mà phải nói là sở trường của Thanh Tú, cho nên là chắc chắn là phải hay thôi. Dạ, vậy thôi chị. Vậy thôi. Chị. Còn anh Đạt ơi. Thiệt tình bài này bị đối phương là cái sở trường tông nam rồi giọng nam, thiệt giọng nam rồi tông nam coi như là thế mạnh của ta hết. Nhưng mà anh có lời khen em là xử lý những câu từ, cái giọng của mình lên xuống sao cho nó vô khớp được cái nhạc là có lời khen nha em. Em có khớp dữ không mà sao anh thấy em rung hay sao mà những cái câu đầu nó hơi bị loạn choạng á em? Khớp dữ lắm anh, tại vì có hai cái. Thứ nhất cái bài này á là không phải sở trường của em. Cái thứ hai nữa là cái bài này là tông nam. Còn cái thứ ba là em chia sẻ thật với mọi người là trước khi đi quay là em ăn trưa xong rồi em bị hóc xương. Xong rồi em tới bệnh viện luôn, rồi coi đồng hồ thì trễ giờ ở đây, em sợ trễ nên là thôi em cứ quay xong rồi em về em lấy xương sau. Ủa, vậy là xương cá hả? Dạ, tức là chưa lấy ra. Xương cá hả hay là xương gì? Xương thịt. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Tại vì bạn này cách xử lý rất là thông minh, voice giọng của bạn rất là tốt. Bạn nam thì bạn về hát bolero đúng cái sở trường của bạn, cái màu giọng của bạn rất hợp với bolero. Nhưng mà có điều là bạn cố gắng bạn hát, bạn đừng có gò chữ quá thì nghe nó sẽ bị có một số chữ nó sẽ bị không có rõ lời. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và xin cảm ơn hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ thì phút giây quan trọng nhất cũng đã đến. Xin mời các bạn cùng tiến đến hố đen vũ trụ. Vậy bây giờ sẽ là phút giây quan trọng của cô gái mắt xương Thạch Thảo. Anh Đạt, anh có lời nào muốn nhắn nhủ cô bé này không ạ? Không sao đâu em, nếu mà có chuyện gì xảy ra đi nữa thì sau cái cú này em sẽ giăng mắt xương nó ra ngoài. Dạ, đi gặp bác sĩ luôn, không sao đâu. Bây giờ sẽ là giây phút quyết định Tú hay là Thảo, người sẽ trở về trái đất, xin mời. Ai đây? Sẽ là Thạch Thảo hay là Thanh Tú đây? Hai chân dang rộng bằng vai, tay chéo qua, hết sức bình tĩnh. Hít vô, thở ra, hít vô, không nhăn mặt. Anh giỡn thôi, chưa. Em sợ không vậy? Khoan à. Bây giờ em sợ độ cao đúng không? Bây giờ ở đây nhiều người con trai lắm, bây giờ em thích người nào em chỉ nó sẽ lên giúp em. Rồi em chị MC nha. Yeah. Đó, gài làm chi? Gài chi? Toàn bị dính không mà thích gài người ta lắm. Đáng ghê. Số nào cũng sập. Sập riết mà không nhớ thoại luôn. Rồi vậy bây giờ đứng vô. Vô phải không? Anh hỗ trợ em nha. Tại anh thấy mặt em xanh lè xanh lét, tội quá anh hỗ trợ em. Hay quá anh ơi. Rồi bây giờ đổi vị trí đi. Ổn không anh Lam ơi? Đu lên. Trời ơi. Có chừng sụp nữa bây giờ. Gì em? Lần sau có gài người ta nữa không? Không gài nữa. Nhớ nha. Đúng rồi. Đó. Và lời cảm ơn gọi là chân thành từ đáy lòng gửi đến anh Lâm. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em. Trời ơi, đây cô gái mà yếu đuối tôi giao tôi phụ hết luôn đó. Và một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Nhất Kim Anh. Cảm ơn. Dạ. Như vậy một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Nhật Kim Anh. Thôi chị hay quá chị ơi, bây giờ hiện tại số thành viên chị còn yên nguyên. Đúng rồi. Bây giờ chị muốn đấu với ai nè, con mồi tiếp theo chị là ai nè? Cái người mà nói là người bạn thân yêu của tôi. Bây giờ tôi muốn đấu với bạn nè Kali. Kali. Không phải là Kali, mà là Ly mẹ. Ly mẹ. Thôi vậy Ly bể đi, Ly bể. Mới có mẹ thôi chứ chưa có bể. À vậy đó hả? Bây giờ muốn đấu với tôi đúng không? Bây giờ bà muốn sao tôi chiều bà luôn. Chị được ưu tiên chỉ thẳng gà nào mà chị thấy cái ghét. Hồi nãy là tôi nhớ là dương thịnh âm suy đúng không? Bây giờ tôi sẽ triệt tiêu âm suy của bà. Wow. Bây giờ bạn chọn Bích Ly đúng không? Tôi không cho Bích Ly ra thi đó. Bạn làm gì tôi?
Mời chị về. Đừng có giỡn nhé. Bây giờ tôi có một cái quyền. Hả? Rồi, tôi có một cái quyền đang nắm trong tay của tôi. Cái quyền sinh sát của tôi. Mở ra. Chết chết rồi, sai quyền kìa. Quyền gì? Giờ sao? Quyền gì ấy? Chuyển. Bây giờ nếu mà quyền chuyển á, là sẽ chuyển một đấu sĩ khác trong đội ra cứu đấu sĩ đang thi đấu. Có nghĩa là chuyển một người khác, chứ không phải là bạn Bích Ly nữa. Đúng. Nhưng mà chị muốn sử dụng được cái quyền này, chị phải chơi vận động trường nha chị Kali. Dạ. Ok, bởi vì chị mới lọt giày sao em. Bây giờ chiếc hộp sẽ xuống và các chị sẽ mời vào vị trí của mình ạ. Sẵn sàng chưa? Sang trọng quý phái nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhật cái bát, nhật cái bát. Không chơi quanh nữa nữa. Khoan, để làm gì cho chị Kim Anh một lần nữa. Kali đã đập trúng rồi. Như vậy bây giờ là phần thắng thuộc về Kali. Chưa chọi chứ, tại vì biết sao chị, áo ngắn. Dạ này chơi phải chơi tạc lon chị. Thực dạ. ra rất là đồng đều, bên đây là cái áo ngắn, bên đây là cái váy ngắn nha. Cho nên là bên đây nhảy cũng phải tém cái váy. Chị, mình lên mình thi nè, lên mình nè. Lên đi em chiều chị lên nè. Ủa vậy là thắng hay thua? Thua đó, thua nha, thua. Như vậy là phần thắng thuộc về chị Kali. Chị Kali, chị được sử dụng quyền của mình. Bây giờ thì mình sẽ chuyển đi chồng lên đấu với đội của Nhật Kim Anh. Yeah. Ok. Chị Ly, chị chọn bài gì nè? Gà chiến của mình là mình phải chọn cái bài nào nó phải thuộc sở trường của gà của mình. Hay quá. Một cái bài hát rất là nổi tiếng và rất là hot. Phía sau một cô gái. Phía sau một cô gái. Xin mời hai bạn hãy cùng bước ra sàn chiến của mình. Xin mời. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Phía sau một cô gái với phần thể hiện của hai đấu sĩ của chúng ta. Trận đấu xin phép được bắt đầu. Vô. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì người lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mà lấp lánh. Đôi lúc em trong ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để sạch lệ nào được rơi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả vùng sông bao chóc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh về sẽ lặng lẽ kể về dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên. Cả cuộc sống bao chốc thu bé lại.
một cô gái. Xin cảm ơn đi Trần, cũng cảm ơn Thanh Tú. Chọn hai cái khúc phiêu ngon quá. Wow, lên cao quá anh khúc ơi. Khúc phiêu vừa phiêu cái quay phim chạy lên tỉa liền. Không kịp luôn á. Không kịp liền, quay phim nhanh quá mà không lợi. Bây giờ em thử em phiêu lại lần nữa chứ quay phim bắt em được không? Nên anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên đến là... Bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến chị Nhật Kim Anh. Tôi dọn gà mà tôi không uổng công, tôi đổ máu luôn á chị. Trời ơi à, tôi đổ máu quá vậy tôi mới biết được Kali nó mạnh bạo ấy. Ráng hy sinh Kali. Hôm nay chị rất là tự hào. Nói chung á là hôm nay là cả hai bạn hát rất là tuyệt vời, làm cho cái không khí của chúng ta cảm thấy nóng lên hơn nữa. Nhất là cái đoạn mà phiêu á, trời ơi nổi da gà hết. Dạ, bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời. Xin được cảm ơn hai bạn đã mang đến một phần trình diễn rất là tuyệt vời. Mình cảm thấy được Thanh Tú hát rất là tròn trịa. Một cái lời khen dành cho Thanh Tú đó là Thanh Tú có thể hát được rất là đa dạng các dòng nhạc. Nhưng ở đây thì mình xin quyết định là dành một cái sự ưu ái cho bạn Đi Trần, sở hữu một cái giọng hát nam cao rất là sáng. Những cái nốt bạn lên cao á, cảm giác rất là thoải mái mà bạn không có gồng. Những cái đoạn bạn lên phiêu á, phiêu những cái nốt cao á, rất là hay. Và mình rất thích điều đó nên mình quyết định chọn bạn Đi Trần. Và xin được cảm ơn Hội đồng Âm nhạc ạ. Ngay giây phút này đây, có lẽ phải là quyết định ai đi ai ở lại. Xin mời các bạn tiến đến hố đen vũ trụ. Xin mời Đi Trần và Thanh Tú hãy cùng bước lên hố đen vũ trụ. Bây giờ là hiện tại hai đấu sĩ Đi Trần và Thanh Tú đang có mặt ở hố đen vũ trụ. Nhưng bây giờ một người sẽ lọt về trái đất và một người ở lại chiến đấu tiếp. Không biết ai đi và ai ở lại đây. Và ngay giây phút này đây chúng ta sẽ... Cái gì đây? Trời ơi. Cái gì Vy? Chết rồi. Vy, sao vậy? Em chóng mặt, em say sẩm quá. Vy ơi, mệt quá Vy ơi. Dậy công bố phụ anh đi Vy. Vy. Ủa? Em ơi, một tuần trôi qua chưa? Trời, một tuần cái thế này anh mỏi cũng sụm bà chè luôn nè. Vậy là một tuần rồi đó hả? Một tuần rồi. Em khỏe lại rồi. Khỏe quá. Và kính thưa quý vị, chương trình Đấu Trường Âm Nhạc do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Dù rất là tiếc nuối nhưng bây giờ phải công bố thôi. Một là Đây Trần, hai là Thanh Tú. Ai sẽ người quay trở về đất và thời gian công bố. Bớt chơi hù. Tạm biệt Thanh Tú. Thủ ơi, tạm biệt. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Kali. Chị Kali ơi, thừa thắng xong lên trụ khán giả ủng hộ Kali quá vậy. Hình như là người nhà hay sao ấy ta. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kali ơi, thừa thắng xong lên nè, chị đấu với ai? Hồi nãy có người nói là sẽ tha cho em. Anh chiến thắng rồi, em có lời chúc mừng nào cho anh không? Em chúc mừng anh, đội em còn hai thành viên đó anh. Thì anh tha thứ cho em đó. Em cảm ơn anh. Thì bây giờ là em sẽ đấu với đội của anh Đạt. Đấu với đội anh Đạt. Bây giờ chị Kali được chọn gà bên đội anh Đạt luôn. Bây giờ đội của mình là nữ rồi. Dạ. Cho nên mình sẽ chọn đội của anh Đạt cũng là nữ luôn. Để cho hai bạn cân bằng về giọng hát. Để mình thể hiện cho nó xuất sắc tuyệt vời. Anh Đạt ơi, như vậy anh có quyền chọn bài hát. Không biết anh chọn bài gì đây? Nếu mà nữ với nữ thì bây giờ mình phải chơi tới nóc luôn đúng không? Tới nóc luôn anh. Chơi tàn cuộc luôn đúng không? Chơi luôn. Bài tàn cho Ủa cái bài hát thì tôi nghe tôi điêu tàn với anh. Thiệt, phải chơi hết cả hết số luôn. Là quốc tàn cho luôn. Tàn cho. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước ra sàn đấu. Xin mời. Và bây giờ sẽ là trận đấu vô cùng căng thẳng giữa hai bạn Enly và Bích Ly. Nói chung là Song Ly với ca khúc Tàn Cho. Trận thi đấu của Song Ly xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Vỗ tay thật lớn được không ạ? Thank you. Come on. Yeah.
giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan. Thôi nhé anh, giờ biết ly đến, anh về đi, em vẫn đứng đây nhìn lá rơi, nghe lòng ta tan tan. Từng sắc hoa rơi tàn tạ cuối sân, anh cứ đi tìm vui nơi khác, đừng nên thức xót em mà chi. Cuộc tình thương nhất em đang trước trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với em, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông, mà nghe buốt giá thắm đôi vai ấy. Và mỗi khi anh hoàng hôn rơi xuống, tình ngỡ quên phải dần theo tháng năm, nhưng dáng quen lại theo bóng tối. Trở về đây để em nhớ thương, còn rớt rơi những tàn tro năm cũ, sưởi ấm tim cho lòng thôi ra bằng. Thôi nhé anh, tình duyên đã dư, và em xin giữ ấm hương tàn tro. Cuộc tình thứ nhất anh đã trước trao về em, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông, mà nghe buốt giá thắm đôi vai gầy. Càng hấp dẫn, hai bạn hãy cố lên. Và bây giờ trận đấu xin phép được bắt đầu. Yeah. Yeah. Chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay, vương vấn đâu đây điều buồn nhung nhớ rằng đầy. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, anh mãi yêu em trong kỷ niệm. Cùng trời anh ước mơ vẫn đứng bơ phờ, một mình đêm vắng mong chờ. Tiết rơi mùa đông, tiễn anh về trong xa ba, cho anh mãi đơn côi vì tình ơi. Sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mà sống với ước mơ yêu
xa với khung trời anh ước mơ. Điểm nhấn nữa. Trời ơi, nay tập này đặc biệt nha, toàn là hàng tuyển hàng chọn đâu không à. Bây giờ ca khó nữa nè. Dạ khoan, còn ai lộn nữa không? Chị Ly sao chị than quá vậy? Hai cái đèn hồng cũng an ủi được nhỏ đúng không? Một cái thấy thương. Nhưng mà em thấy gì có điềm nha chị nha. Hả? Tự nhiên tác hay vậy mà điềm, mà điềm điềm đúng không? Thì đó, bây giờ chưa gì cái tự nhiên nổi hết lên bốn cái đèn xanh là đúng rồi, là áp lực rồi. Chưa biết được đâu, chưa biết được, phải lên trên đó mới biết được. Rồi bây giờ chị Nhật Kim Anh nè, chị thấy làm sao chị? Trời, nãy giờ chị không biết nói gì luôn, chị nãy giờ chị muốn bỏ về, chị nhảy ghê luôn á. Hay là bây giờ thôi hai đứa mình đi về đi. Nãy giờ mệt mỏi luôn rồi, nãy giờ chị ơi, em không biết làm sao luôn, số phận em đi về nơi nào. Nhưng mà không sao, thắng thua không quan trọng, đúng không? Này vui, với lại mình phải khoe cái giọng mình chứ đã. Dạ, và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Hai bạn đúng là sức trẻ luôn. Và hai bạn đã làm cho cái trường quay này trở nên là bùng nổ. Và tiết mục này chắc chắn là sẽ đem lại rất là nhiều view cho các bạn đây. Lời đầu tiên thì anh sẽ nói với bạn Di Trần. Ngoài cái ngoại hình rất là bảnh bao thì em còn có cái bản lĩnh sân khấu rất là tốt. Cái sức cuốn hút của em rất là hay. Và anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Bên cạnh đó thì anh cũng rất là khen em ở chỗ là em có một cái quãng giọng rất là rộng luôn và cao chót vót. Hồi nãy em có từng đọ giọng với lại Bích Ly, cái giọng của em nó cũng gọi là ngang ngửa với bạn luôn. Gọi là bên cạnh đó thì hai bạn, cái máu của hai bạn, cái sự chơi hết mình của hai bạn, nó đúng tiêu chí của đấu trường âm nhạc. Và chúc mừng các bạn ạ. Và ngay bây giờ thì sẽ là giây phút lại một lần nữa căng thẳng đây. Xin mời hai bạn tiến đến hố đen vũ trụ. Xin mời. Và Đi Trần và Công Duy đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Và bây giờ sẽ có một người lọt về trái đất. Không biết là ai đây? Linh ơi, Ly về với Thanh Duy đi Ly. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Ôi hồi nãy hồi hộp quá anh ơi. Như vậy là chúng ta cũng đã thấy được người chiến thắng, chính là anh Hứa Minh Đạt. Hay quá anh ơi. Rồi bây giờ cho mình nói vài câu được chứ? Dạ xin mời anh. Bây giờ mình khẳng định lại, đội ngôi sao xanh, đây là cái áo vest màu xanh mà Hứa công nhận không? Màu xanh. Bây giờ anh thắng rồi. Đúng rồi, anh thắng rồi, muốn nói gì anh nói. Vậy thiệt tình. Bây giờ màu xanh, bây giờ là chàng qua đội màu vàng kìa, con cá vàng. Con cá vàng. Cá vàng. Thôi bây giờ mời ra đi. Khoan, trước khi mời hỏi gì Kim Anh là bài hát gì ạ? Vậy thì bây giờ đội của em xin hát bài Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thi quyết định giữa hai đấu sĩ Công Duy
và Quân Hàn với ca khúc Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Xanh à? Đúng rồi. Bây giờ cho dù có hai cái đèn xanh nữa thì cũng không có đậu. Đúng rồi, cũng chết luôn. Hai cái đèn kia nó bị hết pin á. Quyết định rồi. Phải không à, có hết pin đúng không à, giám khảo ơi? Chúng tôi là 7 người thì 7 người sẽ có những cái ý kiến cá nhân riêng. Dạ, xin mời ạ. Hương thích bạn bên đội xanh tại vì Hương thích rất thích cái màu giọng của bạn. Rất là nam tính. Tuy là ca khúc này bạn hát có phần là bạn hát thấp hơn so với bạn bên đây, nhưng mà Hương chọn màu xanh. Hương thích bạn ạ. Dạ em cảm ơn ạ.
Theo tiêu chí của ban giám khảo là 50% là giọng hát và 50% còn lại là phần trình diễn và giao lưu của các bài sân khấu. Thì Lan thấy bạn Công Duy rất biết cách để đỡ giọng hát cho em. Khi mà em hát đuối á, thì bạn Duy đã bật lên hát phần chính liền. Rồi khi mà thấy em hát, khi mà cái lực của em đã vừa rồi thì bạn Duy đã đưa tay để mời em hát phần chính. Khi đó là chị đã chấm thân cái phần điểm hơn cho bạn Duy ở chỗ đó, nên chị chọn màu đỏ. Dạ, tôi xin cảm ơn hội đồng âm nhạc đó nha. Bây giờ kết quả đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ chiến thắng thuộc về Công Duy, đội của thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Và xin chúc mừng Hứa Minh Đạt em về đội mình 15 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Và xin mời các thành viên của cả ba đội ạ. Như vậy là trải qua vòng thi rất là cam go và thử thách. Và đội chiến thắng ngày hôm nay đó là thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Và tổng tiền thưởng đem về là 15 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Đây, đây anh Trọng đây. Anh Đạt ơi. Hả? Ủa sao thấy đội anh thiếu thiếu vậy? Ủa còn một thành viên ở đâu rồi anh? Anh đi về bệnh viện gấp xương ra. Em nhớ cái cục xương đó rồi. 7 ngày trước là mắc cục xương. Ủa nãy té là không có cục xương đâu luôn. Chưa, bây giờ phải đi gấp. Hay quá. Dạ sẵn đây thì xin chúc Thạch Thảo mau lành vết thương của mình và quay trở lại với con đường ca hát của mình. Và xin được cảm ơn các thủ lĩnh cũng như là các đấu sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nay, sàn đấu âm nhạc của chúng ta tiếp tục bùng cháy với những màn đối đầu nảy lửa của các đấu sĩ tài năng. 9 đấu sĩ, 9 cá tính âm nhạc khác nhau. Ai sẽ chinh phục các vị ban giám khảo? Ai sẽ phải rơi xuống hố sâu bí ẩn? Và một điều không thể thiếu, đó là sự xuất hiện của 3 vị thủ lĩnh tài ba và hài hước. Đó là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ Dương Ngọc Thái, diễn viên Nguyệt Ánh. Họ sẽ có những chiến thuật như thế nào để loại đi những đối thủ cạnh tranh cùng mình? Muốn tỏa sáng thì hãy tự bốc cháy. Cháy hết mình nha, cháy hết mình. Còn không bốc cháy thì đập hầm. Đâu đâu, nếu mà không bốc cháy thì lụi tàn chứ sao dạ. Đập hầm được. Anh rất là tự tin với la thì phải cho lụi tàn luôn chứ sao. Nãy giờ chị im lặng là bởi vì chị để cho là hai đội đấu với nhau thôi. Cuối cùng là có mình đội chị còn sống. Nào, ngay bây giờ chúng ta cùng đến với sàn đấu của chương trình Đấu trường âm nhạc 2022. Chào Kim Anh, chào mừng quý bạn đã đến với chương trình Đấu trường âm nhạc 2022. Vâng, và chương trình của chúng tôi do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ đó nha. Chỉ là một tuần đã trôi qua rồi ha chị. Không biết dạo gần đây cuộc sống của chị đã ổn định chưa? Chị cảm thấy ổn định và thư giãn hơn rất nhiều. Chị có thể kể cái lịch trình của chị khi ở trên đảo quan như thế này hay không? Bây giờ thì chị đã làm quen với môi trường này rồi. Vậy hả chị? Buổi sáng chị làm gì nè? Buổi sáng thì chị ở trên đảo quan này nè. Dạ. Chị luyện thanh. Chị luyện thanh? Đúng rồi, chị luyện thanh với chim và khỉ luôn sao em. Sao chị luyện? Sao chị luyện cho em nghe coi. Mi da, 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 mi da. Đó, kiểu vậy đó em. Cái này là luyện thanh là chim không về mà là voi về nha chị nha. Bây giờ mình tìm thủ lĩnh đi. Tìm thủ lĩnh đúng không? Đúng rồi em. Tìm thủ lĩnh để mình chơi chứ. Thôi bây giờ em hát đi. Chị sẽ đón thôi khán giả đón đi. Trong ký ức em sẽ lục lại những cái tên ca sĩ của lại em thần tượng nha. Ví dụ nè. Người đầu tiên. Rốt. Hay cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lông. Hay cô quên đi đừng cho thoát xa lệ giờ mới. Quý khán giả có đoán được ai không ạ? Ai ạ? Nhỏ quá không đều. Ai ạ? Và đó chính là Ưng Hoàng Phúc. Chỉ của giới trẻ
và từ lớn. Đón chào anh Ưng và Vũ à. Anh Ưng là Phúc rồi, bây giờ tới chị nha. Tới chị, chị hả? Hát em và khán giả cùng đoán được không? Dạ được. Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp qua đò. Ai ạ? À? Gọi đò của ai ạ? À? Dương Ngọc Thái. Ai ạ? À? Dương Ngọc Thái. Vâng, đó, đó chính là Dương Ngọc Thái. Ai giúp đưa tôi kịp sang. Hai ông anh của tôi nay tươi xanh. Hai ông anh phong độ đẹp trai. Thêm một người nữa chứ hả chị? Chắc chắn rồi, mình tới ba thủ lĩnh lận mà đúng không ạ? Và một cô gái rất là dễ thương, đáng yêu. Đặc biệt bộ phim mà đem lại ấn tượng sâu sắc đến tất cả quý khán giả, đó là bộ phim Dốt Tình. Dốt Tình. Và một bộ phim đóng chung với em luôn, Trần Trung Kỳ Án. Trần Trung Kỳ Án phát ở Đài Vĩnh Long luôn chị à. Và đó chính là nữ diễn viên Nguyệt Anh. Chào mừng chị Nguyệt Ánh, chào mừng Ưng Hoàng Phúc và chào mừng anh Dương Ngọc Thái đã đến với đấu trường âm nhạc 2022. Và ngay bây giờ, anh Ưng Hoàng Phúc ơi, anh Dương Ngọc Thái ơi, chúng ta sẽ nhường cho cô gái đáng yêu của chúng ta sẽ chia sẻ trước nè. Cảm xúc của bạn khi mà bạn đến với đấu trường âm nhạc ngày hôm nay cho tất cả quý khán giả được biết không ạ? Nói chung là lần đầu tiên Nguyệt Ánh đến với đấu trường âm nhạc. Nghề nghiệp của mình là diễn viên nhưng mà hôm nay lại tham gia vào một cái lĩnh vực khác, chắc là cũng phải cần sự giúp đỡ của hai anh đẹp trai kế bên Nguyệt Ánh thôi. Dạ, chương trình có đấu trường âm nhạc đã gọi là đấu trường thì không có ai giúp đỡ ai hết nha Nguyệt Ánh nha. Và bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào nè? Cảm xúc của bạn như thế nào? Nói chung là rất là vui, rất là cảm giác rất là háo hức, mới lạ, háo hức. Hy vọng là sau cái chương trình hôm nay, Nguyệt Ánh sẽ có rất là nhiều cái khoảnh khắc mà không thể quên được với tất cả quý vị khán giả, cũng như là anh Ưng Hoàng Phúc, anh Dương Ngọc Thái, cũng như là Nhật Kim Anh và Lê Dương Bảo Lâm. Yeah. Quý vị, bây giờ chúng ta cùng giao lưu với người anh đứng kế bên Lâm. Thì khi mà Lâm đứng gần như thế này thì mọi người đang tưởng tượng là ngang tuổi đúng không mọi người ơi? Ý là nhưng sao mà thật vậy sự Lâm? Lâm nhỏ hơn rất nhiều mọi người à. Anh có bí quyết gì mà anh trẻ mãi gì không anh? Thật sự là bí quyết của Phúc là lúc nào cũng luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan và ít có bao giờ phải buồn phiền và giận dỗi hay là giận dữ, thì lúc nào mình cũng cảm thấy là cái người mình được tươi trẻ hết á. Dạ. Còn anh Dương Ngọc Thái nè, đây là đầu tiên Thái tham gia chương trình đấu trường âm nhạc và cảm giác luôn rất là háo hức và mong đợi sẽ đem lại cái gì rồi niềm vui đến cho toàn thể quý vị đang xem chương trình. Em thấy khán giả dưới là ánh mắt của tại ai cũng muốn hát là rồi kìa. Thần Tượng ơi hãy hát đi, có đúng vậy không ạ? Dạ. Em mở lời giùm khán giả, em có yêu cầu nha anh nha. Không biết là bây giờ anh Phúc có thể tặng cho mọi người một ca khúc mới hoặc là những ca khúc mà đi vào lòng người của anh trước đây hay không? Thì anh sẽ hát một ca khúc gì đó mà về mưa đi. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau. Ngày em ra đi, mưa bút ra trên đường khuya. Vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi, chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ chính con đường kia. Buồn mưa rơi em nỡ bước đi chẳng tạ từ. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm canh thâu. Cái này không còn là một câu mà là nửa bài đâu mà nghe cuốn quá Lâm ha. Nghe cuốn dễ sợ luôn. Ký ức ùa về liền luôn á. Rồi. Anh Thái ạ. Thì Thái sẽ gửi tặng một đoạn một câu bài Hờn Trách Con Đò, là một bài nổi tiếng của Thái ha. Dạ. Cô gọi con đò, nhưng con đò dường như chẳng nghe. Cô gọi tôi về, nhưng tôi nào đâu có còn nghe. Mà tôi nhẫn tâm xem như là không có chuyện gì. Nào đâu có hay em đau lòng khóc ở bờ sông. Wow, nghe nức nở quá. Dạ còn chị Ánh à? Thôi giờ chị đi về được không? Dạ không, chị phải hát. Đúng rồi, ngay từ đầu đáng lý là phải mời Ánh hát trước. Dạ. Chứ giờ anh Ưng Hoàng Phúc hát, Dương Ngọc Thái hát xong Ánh bị áp lực. Không dạ. Sao, hát đi Ánh. Nghe nói là có em bé em đúng không? Trai. Bây giờ hát ru cũng được nha. Âu ơi cũng được. Dạ. Chỉ cà câu thôi được dạ, không? Dạ một câu thôi. Lặng im nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi.
Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây đi này. Hay quá. Không một câu hát được mà cứ hay từ chối người ta ghê. Đúng rồi. Dạ. Rồi chúng ta sẽ đến với những phong bì. Ai sẽ là người nhận trước đây? Chị Ánh đi ha. Dạ em mời chị. Đây. Chị chọn cái nào? Chọn cái nào cũng ngẫu được. Ngẫu nhiên đúng không? Dạ đúng rồi, ngẫu nhiên. Giữ bí mật nha, đừng mở. Giữ bí mật không mở nha. Rồi anh Dương Ngọc Thái đi. Anh Út Đò. Rồi. Rồi. Xin mời anh Phúc. Anh còn... Phúc. Sao ba cái thôi chứ sao bốn cái gì vậy? Dạ một dạ, cái của em anh. À của em. Dạ. Như vậy là các thủ lĩnh đã có trong tay những phong bì của mình rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những quyền của chương trình. Quyền cứu là thủ lĩnh được ra hát hoặc đổi đấu sĩ đã bị loại của đội mình. Quyền chuyển là chuyển cho đấu sĩ khác trong đội ra thi đấu, hoặc có thể là chuyển đổi bài hát khác nếu bài hát hiện tại gây bất lợi cho đấu sĩ của mình. Quyền đỡ là sử dụng quyền này nhằm cử một đấu sĩ còn lại trong đội hoặc đã bị loại ra trình diễn cùng ca sĩ đang trong vòng đấu. Quyền chặn là không cho chọn đội mình, phải chọn đội còn lại. Trong trường hợp đội còn lại đã bị loại, đấu sĩ được chọn có quyền chọn ngược lại đối thủ. Trong trường hợp chỉ còn một và một, quyền này mất tác dụng. Wow. Nói chung là những cái quyền rất là đơn giản. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Khán giả đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với những vị ban giám khảo quyền lực ở trên đảo Quang. Không biết là ngày hôm nay tiêu chí chấm điểm của những vị ban giám khảo sẽ như thế nào ạ? Xin mời mọi người chia sẻ ạ. Tiêu chí của chúng ta hôm nay cũng vẫn thế, không thay đổi. Đó là sẽ có 50% dành cho giọng hát chuyên môn và 50% dành cho khả năng biểu diễn. Sự vui nhộn hoạt bát cũng như cái sự giao lưu của các đấu sĩ với nhau và cùng với những vị thủ lĩnh và khán giả của mình. Cảm ơn những chia sẻ của các vị ban giám khảo. Và bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng rồi thì còn chờ nữa, chúng ta cùng đến với tấm màn bí mật để xem những giọng hát ngày hôm nay như thế nào đây. Xin mời tấm màn bí mật ạ. Như vậy là những tấm màn bí mật đã có trên sân khấu và các đấu sĩ đã sẵn sàng rồi. Các bạn đấu sĩ ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Yeah, rất là hào hứng phải không ạ? Và bây giờ thì các thủ lĩnh đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên. Đường vào tim em ngồi bán xa, trời mùa đông anh vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây dâng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn nằm gần đời chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên cao chờ mưa lũ. Vào tim em bao cơn sóng, để tình anh sắp đến xuân hoa màu. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên cao trời mưa lũ. Bao con sóng để tình anh ra bên xuân hoa mộng. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái
đã hòa giọng với nhau và các thủ lĩnh đã nghe được rồi đúng không? Chúng ta sẽ đếm từ 1 tới 3. Đúng nếu rồi. Như mọi người mà chấm được đội nào thì chạy thật là nhanh về cái tấm màn bí mật đó nha. Nào. 3 2 1 chạy. Ủa là đúng luôn, không giành giật luôn á? Không giành giật luôn. Ủa là có sắp xếp hay không? Mọi người đã nhắm sẵn trong đầu là đội nào hết rồi, cho nên không có cái sự tranh giành ở đây. Như vậy là chúng ta đã làm quen được những giọng hát của các đấu sĩ. Vâng, và bây giờ thì những bức màn bí mật của chúng ta sẽ được dán lên và sẽ được chiêm ngưỡng các đấu sĩ của chúng ta là ai nhé. Tất cả đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với đội của thủ lĩnh anh Ưng Hoàng Phú à. 3, 2, 1, xuất hiện. Wow. Xin mời các đấu sĩ giới thiệu về bản thân mình ạ. Nhiều đó là hãy giữ rồi. Nhóm La. Xin gửi lời chào đến hai anh chị MC, ba vị thủ lĩnh. Xin gửi lời chào đến hội đồng, ban giám khảo và các khán giả đang theo dõi chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Xin chào. Rất là ấn tượng. Em tên là Phạm Thiên Ngân, nghề nghiệp bây giờ của em là ca sĩ ạ. Em là đấu sĩ tên Văn Võ Ngọc Nhân, hiện tại em cũng là ca sĩ ạ. Em tên là Nguyễn Bảo Hân, hiện tại thì em đang là học sinh ạ. Học sinh lớp mấy em? Dạ lớp 11. Lớp 11 thì thiệt nhỏ nhất ngày hôm nay nha. Bây giờ không biết là câu slogan của mình là gì ạ? Dạ câu slogan của chúng em vẫn là La. Dạ mà anh thấy những nhân vật ở đây như thế nào ạ? Chỉ cần các bạn hát có ba chữ la thôi là anh đã thấy cái sự chuyên nghiệp và sự tâm huyết của các bạn dành cho âm nhạc rồi. Nên là anh rất là tự tin với lại ba đấu sĩ của anh. Một trào tay cho La. Vâng, và tiếp theo thì anh Dương Ngọc Thái. Thì bây giờ xin mời tất cả các đấu sĩ của anh Dương Ngọc Thái quay mặt về nào. Rất là nhiều trai xinh gái đẹp và rất là dễ thương đúng không? Các bạn có thể chia sẻ và giới thiệu về bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả cùng biết nè. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là nhóm Mèo. Rồi thôi, La rồi Mèo. Rồi các bạn chia sẻ về bản thân mình. Tên của em là Phạm Đồng Diệu Ly. Thì hiện tại đang là sinh viên của một trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Và em mong rằng một ngày nào đó em có thể được phát triển thêm nhiều giống như tất cả các anh chị đã nổi tiếng trước đây. Rất dễ thương. Cao đẳng là em học ở trường nào? Trường Sài Gòn hay là... Dạ ở Sài Gòn ạ. Đăng Quốc Cang. Dạ. Trường đó là anh học với anh là cao đẳng khóa 4 nè. Mong rằng một ngày được giống như anh, được đứng đây. Hy vọng rằng em cũng sẽ được như tất cả mọi người mà em mong ước. Còn bạn tiếp theo nào? Dạ, xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Lê Đức. Nghệ danh hoạt động của em là Miu ạ. Hiện tại thì em đang là ca sĩ trong nhóm nhạc Super V ạ. Wow. Super V, wow. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Thi Phượng. Trước đây em là diễn viên múa của nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Hiện tại thì em đang là ca sĩ ạ. Câu slogan của chúng ta là muốn tỏa sáng thì hãy tự bốc cháy. Cháy hết mình nha, cháy hết mình. Còn không bốc cháy thì sập hầm. Đâu trên kia mà không bốc cháy thì lụi tàn chứ sao sập hầm được. Mà anh nhắm đội kia là lụi tàn với đội của anh không? Anh rất là tự tin với la thì phải cho lụi tàn luôn chứ sao. Anh Thái ơi, hãy cẩn thận với cái câu của anh Phúc nha, sẽ cho bên anh lụi tàn đó nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với đội của thủ lĩnh Nguyệt Ánh. 3, 2, 1. Xin chào tất cả mọi người. Đội chúng em tên là Cha Cha Cha. Rồi bây giờ từng thành viên giới thiệu bản thân mình đi nào. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Lập Nguyên ạ. Hiện tại em đang hoạt động nghệ thuật với vai trò là ca hát sáng tác và còn là một rapper. Em rất vui khi có mặt ở đây ạ. Wow, yes. Rapper. Em tên là Trần Thùy Trang ạ, và hiện tại thì nghệ danh của em là Jay-Z và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Minh Nhật, năm nay 18 tuổi và hiện tại em là ca sĩ. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị Ánh, chị thấy làm sao nè?
Tự nhiên thấy mấy bạn thiếu nhi, mình thấy mình cũng thiếu nhi theo. Dạ, cũng dễ thương đúng không? Không biết là cái câu slogan của mình là cái gì chị anh? Đội của tụi em có một câu slogan, đó chính là đội cha 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 bứt phá thắng nha. Tất cả mọi người ở phim trường cũng như là tất cả thủ lĩnh cũng như là các đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nếu như sẵn sàng, chúng ta cùng đến với ca khúc đầu tiên để xem ca khúc này là gì nha. Xin mời. Đừng xa em đêm nay. Cái bài này quá là dễ thương luôn. Không biết đấu sĩ nào biết bài này và hát được bài này, giơ tay lên ạ. Một, ai cũng hát được. Hai, ba, bốn, hả? Ai cũng hát được hết. Wow, gai cấn như chị Nhật Kim Anh nha. Vậy bây giờ chị muốn ai sẽ là người đấu trước đây? Chị đang suy nghĩ, chị nghĩ là chị muốn đội của Nguyệt Ánh với lại anh Dương Ngọc Thái. Không, chị yếu lắm, cho em tất chị em. Ủa chị em chưa được bình tĩnh lắm á. Em thấy chị còn run, chị thủ lĩnh mà thấy thương lắm. Nhưng mà chị thấy là em có nhưng phần hơi thiên vị nha. Nhưng mà cái bài này phù hợp với lại đội này, đúng rồi. Phù hợp. Được không? Được. Em thấy ánh mắt của chị lưng lưng nước mắt rồi đó. Không có đâu, chơi tới bến thì cưng. Chơi tới bến. Dạ, anh Phúc nè, nếu như anh là người muốn đấu, anh muốn đấu với ai? Anh nghĩ là hai người đàn ông đấu với nhau trước thì nó sẽ ok hơn. Anh Thái ơi, anh Phúc đã nói như vậy, không biết anh có đồng ý hay không hay là anh lo sợ? Anh ghét cái vụ mà nãy mà nói anh là chìm gì đó, cái gì đó. Lỗi ta. Muốn tỏa sáng thì hãy tự bốc cháy. Nếu mà không bốc cháy thì lụi tàn, mà anh nhắm đội kia là lụi tàn với đội của anh không? Anh rất là tự tin với là lá la thì phải cho lụi tàn luôn chứ sao? Thái à! Như vậy là đội của thủ lĩnh Dương Ngọc Thái sẽ đấu với thủ lĩnh Ưng Hoàng Phúc với ca khúc Đừng xa em đêm nay. Bây giờ chúng ta cử thành viên nha. Anh Thái, cử một thành viên giùm cho em. Bài này thì phải nữ hát mới nó ok, chứ nam hát thì nó kỳ, đúng không? Bên anh cũng có hai nữ, bên Phúc cũng có hai nữ. Bây giờ anh chọn cái màu hồng này nè. Tại sao lại chọn màu đó? Hồi nãy giờ hỏi là ai hát được bài này là giơ tay liền. Wow. Đó. Còn anh Phúc ạ? Đúng là bài này thì một giọng nữ sẽ hát hợp hơn và nghe nó tình cảm hơn, nó da diết hơn. Anh sẽ chọn Thiên Ngân. Dạ. Rồi, Thi Phượng đấu với Thiên Ngân. Dạ, Thi Phượng sẽ đấu với Thiên Ngân. Mời hai đấu sĩ của chúng ta xuống đấu trường để thi đấu cùng nhau. Xin mời. Xin mời. Cố lên em nha. Như vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Thiên Ngân ơi. Dạ. Em đã sẵn sàng cho em? Dạ, sẵn sàng. Em có muốn ai ủng hộ tinh thần cho em hay không? Dạ, có. Nhưng anh đừng nói nữa là đã ủng hộ tinh thần cho em rồi đó. Ý là em nói là em bị mất tinh thần hả? Dạ đúng rồi. Anh xin lỗi em nha. Vậy là ngoài anh im lặng thì em có cần ai cổ vũ với em hay không? Đồng đội của em ơi. Còn Thi Phượng? Chắc hai chị em mình thi đấu cùng cố gắng thôi. Đừng Sao hai bạn này hiền quá ha? Dạ hiền nói vậy nhưng mà ra thôi bung chị ơi. Thôi cả nói chiến thuật của người ta chị Nhật Kim Anh cũng à. Có thể là chiến thuật em à. Như vậy là tất cả mọi người đã sẵn sàng. Còn chần chờ gì nữa? Đừng xa em đêm nay. Bắt đầu. Giấc ngủ yên
dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tôi khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe tiếng đêm nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ em đêm nay có hai đấu sĩ Thi Ngân và Thi Phượng. Trời ơi, chị nghe cái lời ca khúc gia diết ha. Đừng xa em đêm nay, đừng xa em đêm nay. Nhưng mà với là một cái sự phối mới lại của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hồng Thuận thì nghe rất là lạ với ca khúc này phải không? Em có cái cảm giác là hai bạn đang nói với giám khảo là đừng loại em đêm nay, đừng loại em đêm nay. Nhưng mà bắt buộc là phải có người loại đúng không chị? Đúng rồi, bắt buộc rồi. Vậy bây giờ để công tâm hơn, chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo xin mời ạ. Khi bước vào bài hát thì bạn Thi Ngân, em có một giọng hát rất là mượt mà. Khi mà anh nghe hết bài, khi với phần em hát á, thì anh cảm thấy là anh rất là yên tâm á. Nó không có bị trắc trở, nó không có bị trên phone, nó không có bị nhiều và rất mượt mà. Nhưng cái mượt mà đó của em làm cho anh bị hơi hụt hẫng. Cái cảm xúc mà đặt vô bài hát á, anh không rõ được là nó không có kết nối được tới anh. Trong khi bạn Thi Phượng làm được. Là cái giọng hát của bạn, cái cách xử lý của bạn làm cho anh cảm giác được là ca khúc nó có hồn hơn rất nhiều. Tuy không mượt mà bằng em nha, bạn có lợi thế là giọng hát của bạn, cách trình diễn của bạn, cái cách kết nối cảm xúc và gọi là giải phóng cảm xúc từ trong bài hát để cho khán giả nghe và bắt được á, rất là tốt. Và cái cách trình diễn của bạn làm cho mình thấy bạn có diễn. Còn em là tại vì tức là cái cách em hát an toàn quá và em đang tập trung hát, anh không nhìn thấy cái sự diễn xuất của em quá nhiều. Đó, cái sự kết nối của em với khán giả cũng không có luôn. Đó, nên là anh dành một phiếu cho bạn đó. Hai màu xanh. Đúng rồi, và ba màu hồng. Đang hơi trên một xíu thôi, đúng nhưng rồi. Mà còn hai cái đèn bí ẩn nữa đúng không chị? Đúng rồi. Và ngay bây giờ xin mời hai đấu sĩ của chúng ta bước lên hố sâu bí ẩn. Xin mời.
Như vậy là hai đấu sĩ đã có mặt ở hố sâu bí ẩn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những giây phút hồi hộp để xem ai sẽ là người rớt xuống hố sâu đây. Thời gian bắt đầu. 3, 2, 1. Chúc mừng thủ lĩnh Ưng Hoàng Phú à. Hay quá, chiến thuật hay, đưa ra cái là tiêu diệt được liền. Anh Thái ơi, bây giờ vẫn còn rung nha, bây giờ vẫn còn rung mà. Chiến thuật của anh là cho lụi tàn mà. Lụi tàn luôn rồi. Sao? Tuy là anh mất một đồng đội, còn hai đồng đội đây nữa, anh tự tin với hai đồng đội còn lại của anh. Anh Phúc ơi, bây giờ mình thắng rồi anh ơi. Mình lụi tàn luôn không? Anh thấy như vậy thì cũng hơi tội nghiệp anh Thái. Tội nghiệp? Được rồi Thái ơi, ta tội nghiệp mình kìa anh. Anh mới bị rớt một đấu sĩ rồi. Anh mất một đấu sĩ rồi mà bây giờ cho anh mất nữa thì thấy thương lắm. Em mới nói là anh chạy show sớm thì thôi anh tiêu diệt giùm cho em luôn. Để cho anh đi về sớm giùm cho em được không ạ? Thôi, để cho anh ở lại đi cho vui chứ anh về sớm thì buồn lắm. Đúng rồi. Thôi bây giờ anh chọn. Anh sẽ chọn đội của Nguyệt Ánh. Trời ơi, anh Phúc ơi. Lâm ơi, em có biết là chiến thuật của chị là gì không? Nãy giờ chị im lặng là bởi vì chị để cho là hai đội đấu với nhau thôi. Cuối cùng là có mình đội chị còn sống. Chiến thuật của chị hả? Ý Nguyệt Ánh nói là vậy là không cần hát vẫn thắng đó hả? Không cần thi triển luôn. Anh sẽ chọn đấu sĩ nguyên bộ đồ jean đi. Đồ jean, em là đấu sĩ. Dạ, đấu sĩ Minh Nhật xin chấp nhận lời thách thức đấu của đội Ưng Hoàng Phúc ạ. Phải như vậy chứ. Chị Ánh ơi, bây giờ là mình được quyền chọn bài hát nè. Không biết là mình sẽ chọn bài gì đó. Chị ơi, mình chọn cho đội chứ phải chọn cho chị nha. Dạ. Phố đêm. Phố đêm. Vậy là đã có bài hát phố đêm. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa. Xin mời hai đấu sĩ của chúng ta xuống sàn đấu thôi nào. Xin mời. Hai bạn đã sẵn sàng còn chần chờ nữa. Trận đấu sẽ phép được bắt đầu. Cho tôi
người tôi yêu, dìu người không yêu và người chưa yêu. Nhớ chị em tức á. Sao vậy? Thôi nãy nó chú Lâm ơi, con chào chú Lâm, con 18 tuổi. Sở thích của con uống trà sữa. Mà hát một cái thiệt sự như 35 luôn á chị. Sao một cái giọng khác với là cái cách mà em nói chuyện quá vậy? Dạ, là một người nghệ sĩ thì khi mình hát mình phải khác với khi mình nói chuyện. Hay quá. Và bây giờ thì ban giám khảo sẽ rất là khó xử bởi hai giọng hát ngọt ngào này đây. Và xin mời ban giám khảo. Thực sự là một cái phần trình bày rất là ấn tượng. Chị không thể nghĩ rằng là ở một cái lứa tuổi rất là trẻ của các em mà các em có thể hát được một cái ca khúc mà cái tâm hồn nó lại có thể dâng trào đến như vậy. Thiên Ngân nha, em cũng làm cho chị gần như là chìm đắm vào cái giọng hát của em. Thế nhưng mà nó lại bị một chút là cái phần giao lưu của em nó quá ít. Em bị tập trung vào cái phần hát quá. Khi mà em tập trung quá thì cái khuôn mặt của em nó bị lạnh. Mà ở đây là 50% là chuyên môn và 50% là cái khả năng biểu diễn. Còn bạn Minh Nhật thì phải thực sự là chị dành cho em một cái lời khen tuyệt đối luôn ấy. Tại vì là em hát nó ngọt ngào. Mà chị khen hai em là vì hai em còn quá trẻ để hai em có thể thể hiện được cái ca khúc này. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo. Vừa rồi là tiết mục Phố Đêm và bây giờ sẽ là tiết mục Hố Đen. Xin mời hai em ạ. Và bây giờ là thời khắc quyết định để xem ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người lọt xuống hầm đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Nguyệt Ánh. Hay quá chị Ánh ơi. Quá giả bộ hiền nha. Trời ơi, hiền mà đặt giác lưu được chạy là chị đó. Dễ sợ thiệt. Người ta có chiến thuật lắm mà. Dạ, chị tự hào không? Chị thấy đồng trời đội chị tự hào không? Quá tự hào luôn. Trời nó nghe là hồi nãy mà nghe hát á. Trời thiệt sự là chị nổi da gà thiệt luôn á. Bởi vì với chị á nha, chị không có rành về chuyên môn lắm. Nhưng mà khi mà chị nghe một bài hát á, chị phải cảm nhận được cái cảm xúc của cái người hát.
hiểu không? Đó, nhưng mà khi mà Nhật cất lên đó, trời, chị nói trời ơi Nhật ơi, chị chọn đúng đội đấy Nhật ơi. Dạ, thương quá chị ơi. Đồ thắng xông lên đi nào. Đồ thắng xông lên, xông lên. Chị mời anh Thái về giùm em được không? Anh Thái chạy xô đó chị. Hồi nãy Ưng Phúc đấu với em, bây giờ em đấu lại với Ưng Phúc lại. Là anh đánh đúng lãng đó chị. Chị thắng giùm cho em đi chị. Chị anh đấu với em đấu lại chứ. Mời anh về cho em đi. Em thấy ảnh là hơi yếu với mình đó. Đúng rồi, Nguyệt Ánh ơi, ở lại đông vui. Đông vui, ảnh chạy xô. Mời ảnh về giùm em đi. Nguyệt Ánh ơi, mình đang thừa thắng xông lên. Cho lụi tàn giống như anh Hoàng Phúc, cho lụi tàn luôn đi. Chưa chạy xô mà. Chưa chắc là nha kìa. Hai đấu sĩ này của anh cũng là thứ dữ chứ không phải tầm thường đâu à. Đó. Ưng Phúc không tự tin nha, em thấy cái tay đang bỏ vô trong đó đó. Là đang không phong cách chị. Phong cách thôi. Phong cách thôi hả? Dạ. Phong cách. Chị mời anh Ưng Phúc về giùm em luôn. Chắc phải vậy quá. Mời đi chị. Ừ, mời tự tin lên. Anh Phúc ơi. Thủ lĩnh Ưng và Phúc ơi. Làm thông cảm đi, tại Nguyệt Ánh đóng nghe hiền không à, chưa có ác bây giờ. Nguyệt Ánh phải ác lên để cho những người khác thấy được là Nguyệt Ánh cũng có thể đóng được vai ác. Ác lên coi. Ưng và Phúc ơi. Mày ác thiếu gì nha, này thật thiếu gì là còn chấp nhận được. À, không lẽ em mời anh về thiệt hả anh Phúc? Khó lắm, nói vậy thôi chứ khó lắm. Là chị quyết định là thủ lĩnh Ưng và Phúc sẽ là người ở đóng lại với chị. Đúng. Và chị chọn đấu sĩ nào? À, Ba Bắp. Ai ạ? À? Em ạ. À. Em là đấu sĩ gì? Em là đấu sĩ Văn Võ Ngọc Nhân ạ. À. Em có sợ hay không? Dạ em không sợ, có gì mà phải sợ ạ? À? Có gì mà phải sợ? Dạ em có tiếp nhận lời thách đấu hay không? Dạ dĩ nhiên là em đang chờ đợi đây ạ. À. Yeah. Còn em là đấu sĩ gì? Dạ em là đấu sĩ Minh Nhật ạ. À. Và ngày hôm nay em muốn? Em muốn cho anh xuống hầm. Wow, còn bên kia? Ai xuống thì không biết, nhưng mà anh nghĩ là em. Nói chung là cả hai cùng tiễn nhau xuống hầm. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước xuống sàn đấu của mình ạ. Xin mời ạ. Anh Ưng và Phúc ơi, hồi nãy mình là người gọi là không có lợi thế lắm, cho nên bây giờ mình có quyền chọn bài. Không biết anh sẽ chọn bài gì cho đấu sĩ của mình đây? Anh sẽ chọn cho đấu sĩ của anh bài Chiều Hôm Ấy. Chiều hôm ấy. Wow. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ. Được rồi, bây giờ chị nôn quá, chị muốn nghe hai bạn hát coi như thế nào. Bây giờ mình cho đấu luôn đi. Trời ơi, cái này em mà đấu một cái là hai bạn này xuống hầm. Đúng rồi. Chiều hôm ấy bắt đầu. Gió bay Mọi người có thể giơ tay gì được không ạ? Giọt buồn lặng nhẹ đi sông kè ma, hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Anh khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể yêu đổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, chót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng, cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về xa. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi xui ngược? Người mình thương ngược nhẹ mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo. Chẳng ai có thể yêu trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, chót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng, cắm thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi
mãi rồi lừa. Nhìn người mình thương ướt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo. Hay quá gì Kim Anh, quá dễ quá sung quá sôi động. Em thấy chỗ Đường Phúc được nhìn theo, gọi là nhìn theo đồng đội của mình. Đúng rồi. Ủa, ánh mắt gọi là hay quá em ơi, cố lên cố lên. Wow, chị cũng không nghĩ là Minh Nhật lại có thể hát được giọng nhạc trẻ rồi nữa, rất là hay. Khán giả theo quơ tay quơ tay quá trời quơ luôn. Và Ngọc Nhân cũng vậy, giọng hát của bạn. Và chị thích nhất cái khúc phiêu cuối cùng á, em thấy không? Trời ơi nghe mà thấy. Thì bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo ạ. Xin mời ạ. Trước tiên thì chị chúc mừng cái phần trình diễn của hai em. Tại vì khi mà hai em hát gần xong hết rồi, ở trên này ban giám khảo vẫn còn gọi là đại chiến ở trên này nè. Là không biết là phải bấm nút cho bạn nào nhắc nhở hai bạn một chút xíu thôi. Trước tiên là em Nhân, cho chị hỏi chút xíu là hôm nay em có vấn đề về sức khỏe của mình không ha? Dạ thì em có, tại vì em vừa mới điều trị xong Covid cách đây được 2 tuần ạ. Chắc chị nghĩ cái đó một phần nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Khi mà chị thấy á, khi em bước vào sân đấu với bạn á, thì chị thấy em có một chút gọi là không có tự chủ được phần giọng hát của mình. Cái thứ hai là chị thấy em rất là hoang mang khi mà em trình diễn chung với bạn diễn của mình á. Nên là cái phần lúc mà em lên cao á, nó hơi bị chênh phô chút xíu. Mà chị nghĩ nó là do sức khỏe của em thôi. Thì cái này là mình có thể tập dược lại khi mà mình hoàn toàn bình phục sức khỏe của mình. Còn về bé Nhật, hồi nãy thì em hát một cái dòng nhạc khác, còn bây giờ em hát một cái dòng nhạc khác. Nhưng mà khi mà em tải hai cái bài hát này, nó là mang hai cái xu hướng khác nhau luôn. Chị và chị rất thích cái phần trình diễn của em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo. Và đó chính là ca khúc Chiều Hôm Ấy. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cái hố hôm nay. Lên đến em. Như vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Và bây giờ một người trở lại và một người sẽ lọt xuống hố. Chị Kim Anh ơi, thì ngày hôm nay hai đấu sĩ cũng ngang tài ngang sức đúng không chị? Vừa rồi là ca khúc Chiều Hôm Ấy. Và các bạn đang đứng ở cái hố hôm nay. Cái hố hôm nay, ai sẽ sập hố đây? 3, 2, 1. Hình như có vấn đề. Đúng rồi, có vấn đề rồi. Đúng rồi, cái hố hôm nay có vấn đề rồi. Em thấy là sọc ở trong đó. Cái hố ngày hôm nay cần bảo trì, không thể nào mà tiếp tục được nữa. Chính vì vậy phải chờ tuần sau công bố mà thôi. Đúng rồi, vì vậy ngày hôm nay chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Đấu Trường Âm Nhạc do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 vào chủ nhật hàng tuần và sẽ phát lại vào ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ nha. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Một phần trình diễn quá tuyệt vời của đấu sĩ Minh Nhật và đấu sĩ Ngọc Nhân với ca khúc Chiều Hôm Ấy. Liệu thủ lĩnh Ưng Hoàng Phúc hay thủ lĩnh Nguyệt Ánh sẽ phải tiếc nuối khi mất đi đấu sĩ mạnh của mình? Kết quả sẽ được công bố vào tuần sau. Một tuần đã trôi qua, chúng ta cũng đang rất nóng lòng mong đợi kết quả của hai đấu sĩ Minh Nhật và Ngọc Nhân. Cả hai đã có mặt tại hố đen bí ẩn. Và ai sẽ phải rơi xuống? Bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua những trận đấu nảy lửa của các đấu sĩ còn lại. Đang mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình, miệng cười khúc khích trên lưng. Ta đã ở bên nhau những năm tháng nhọc nhằn. Do you make me feel like I got everything? Dù mai có ra sao, ta vẫn sẽ tự hào vì ta luôn bên nhau. We do everything. Những quyền trợ giúp nào sẽ được các thủ lĩnh đem ra sử dụng và ai sẽ là người chiến thắng nhất tuần? Ngay bây giờ sẽ là kết quả của đội thủ lĩnh Ưng Hoàng Phúc và thủ lĩnh Nguyệt Ánh. Chào mừng các bạn với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc 2022.
Do chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture thực hiện. Và chương trình được phát sóng lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ được phát lại vào ngày hôm sau vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Ôi, một tuần đã trôi qua rồi, thì cái hố hôm nay đã bảo tiền xong rồi à. Chắc chắn chưa ạ? Chắc rồi mấy anh hậu đài. Mấy anh chỉ thật nói là đã chắc ăn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả thôi. Ai sẽ người ở lại và ai sẽ người sập xuống hầm đây? Minh Nhật hay là Ngọc Nhật? 3, 2, 1 bắt đầu. Một lần nữa xin chúc mừng Vũ Lĩnh Ưng Hoàng Phương. Sập hầm rồi. Sập hầm rồi đó. Một lần nữa chúc mừng thủ lĩnh Nguyệt Anh. Trời ơi, sao mà hay về chiến thuật gì mà hay quá vậy? Hả, chiến thuật gì? Trời đâu ơi, hai người đàn ông cao to dậm dở làm không lợi chị Nguyệt Anh, kìa, bạn không nghĩ là có thể vẫn còn giữ tỷ số như vậy luôn đó. Ủa nhưng mà có khi nào hai anh nhường không vậy? Không ai nhường đâu, dạ thi là không nhường. Anh nghĩ hên thôi. Anh ơi, cho đi về luôn đi em. Em nghĩ tình hình này cho anh Phúc đi về sớm mà. Anh ơi. Hiểu rồi. Thấy người ta còn có một người cứ cho về luôn nè. Dạ. Nhiều khi chưa chắc đâu, đây là nhân tố bí ẩn của tụi mình. Đó. Đừng giỡn đi anh. Em nghĩ là cho anh Phúc về đi. Thôi, mình ở lại đi cho vui. Trời, lâu ngày không gặp nhìn lại nhau mà. Dạ, chị quyết định lẹ đi. Rồi, quyết định cho anh Thái đấu tiếp đi. Anh Thái thủ lĩnh Dương Ngọc Thái à. Tức là Nguyệt Ánh muốn anh Thái về sớm. Anh còn lợi thế hai người đây, có người nữa. Trời. Anh muốn do Phúc về luôn. Anh thắng anh sẽ đấu với Phúc. Wow. Yeah, chưa? Đó cũng là một lời thách đấu. Nguyệt Ánh có thể chọn đấu sĩ của anh Dương Ngọc Thái xuống đấu với đội mình. Chọn ai? Chọn bạn Nam đi. Bạn Nam. Bạn là đấu sĩ. Dạ, em là đấu sĩ Miu, sẵn sàng nhận mọi lời thách thức. Wow. Quá xuất sắc. Miu là sữa em? Dạ, Miu là mèo, thì có mèo kêu. Trời ơi. Miu là mèo. Mèo bên đây là Nhật. Nhật ơi, có lời nào nói với bé mèo không? Bình thường em cũng rất là thích nuôi mèo, nhưng mà bây giờ em sẽ cho con mèo đó rớt xuống hầm. Yeah. Mèo ơi, mèo có sợ không? Anh nghĩ là tuổi trẻ thì cũng nên có thành tích, nhưng mà hai trận là đủ rồi. Như vậy là Miu đã được chọn rồi. Miu ơi, cố lên nha. Cái chừng rớt xuống hầm nha Miu nha. Dạ. Nguyệt Ánh đã vừa chọn đối thủ của mình rồi, thì bây giờ quyền của anh Dương Ngọc Thái đó là chọn bài hát anh à. Bây giờ anh đã hội ý rồi, anh sẽ chọn bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Wow. À. Bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương, đây là bài sở trường của anh, nhưng mà không biết là Miu có phải là sở trường hay không, thì anh có tự tin với Miu hay không nào? Tự tin là tự tin rồi đó, nhưng mà anh chắc ăn hơn nữa. Anh còn có một cái quyền đúng không? Dạ đúng rồi. Quyền của anh đây. Ủa? Vậy là bây giờ anh sử dụng quyền luôn hả? Sử dụng luôn để đấu bên đây rồi xong rồi thắng rồi đấu bên kia nữa. Mời em mở quyền ra. Đó là đỡ. Quyền đỡ. Đỡ. Như vậy anh sẽ mời hai đấu sĩ của mình ra hát luôn. Đúng. Quyền đỡ này là mình có quyền là mình mời được một người, hai người luôn đúng không? Đúng rồi, quyền đỡ này của anh, tức là thay vì Miu sẽ hát một mình thì bây giờ sẽ có bạn đồng hành, một đấu sĩ đồng hành để đỡ đó. Cùng bạn Miu. Dạ. Đó. Đây là giao hai lưỡi nhanh nha, để cho hâm nóng tinh thần lên nha. Anh ơi, hâm nóng thôi nha, nhưng mà cũng cẩn thận bởi vì hai người cùng thi đấu với một bạn thì chắc chắn là sẽ có cái ưu và sẽ có cái khuyết. Cho nên có tự tin hay không anh Thái? Anh tự tin. Rất tự tin. Tự tin đó mà. Em, Minh Nhật ơi, bên đó là hai người đấu với em có lo hay không? Dạ không ạ. Không em à. Bận rất tự tin ạ. Rồi bây giờ xin mời ba đấu sĩ của hai thủ lĩnh Dương Thái và Nguyệt Ánh cùng bước xuống sàn đấu để cùng phần thi tiếp theo ạ. Xin mời. Và bây giờ là trận đấu có vẻ không cần sức. Một bên là hai nhân vật, một bên là một đấu sĩ mà thôi. Hai đấu một, em thấy nhột nhột rồi đó. Em thấy cái màu ở đây gọi là hơi bị rồi lung lay rồi đó chị. Đúng rồi. Và bây giờ sẽ là ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Trận đấu sẽ phép được bắt đầu. Âm nhạc do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture thực hiện. Và không khí hiện tại đã rất là sôi động. Thì bây giờ chúng ta sẽ mời các thủ lĩnh ở đây và cùng làm quen với họ. Đầu tiên là nữ diễn viên ca sĩ xinh đẹp Kha Ly. Rồi,
hai cái tông màu y chang luôn. Quá trời hợp luôn. Và đi đôi với chị Kali ngày hôm nay đó chính là hai nhân vật đã làm mưa làm gió ở những phim truyền hình một thời gian qua, đó chính là Thị Bình và anh Lũ. Xin mời. Quá trời đẹp luôn rồi. Không biết là trong phim mình gặp nhau quá, ngày hôm nay tham gia chương trình cảm xúc của anh Đạt và chị Nhật Kim Anh như thế nào ạ? Rất là vui, là tại vì ngày hôm nay được mặc đồ đẹp. Đồ đẹp hả? Ở đợ mà được mặc đồ đẹp. Chứ không phải bận bộ đồ ở đợ nữa. Đồ đẹp mà anh trên nhất trong nhóm đó. Người ta kêu là cái màu hồng dễ thương, màu hồng cánh sen. Trong một clip đó là gửi cho nghệ sĩ là y chang vậy mà tại sao? Nè, Lâm Dĩ Dạ phối chanh đúng không? Muốn đội hơn người ta. Không phải, tại cũng màu chanh này, cũng vô màu chanh, màu hồng. Thì ở đây anh màu chanh, cũng vô màu chanh. Chứ thật ra là được mặc đồ đẹp là mừng rồi. Biết anh vô gì không? Vô đâu? Nè, vô cái đấu trường âm nhạc này không? Nè. Vô rồi, lấy nữa anh nằm đi luôn. Đúng rồi, anh nằm cái là hòa quyện vô luôn. Nói chung là thông cảm cho Lũ thì tại vì đó giờ Lũ ở đợ mà. Cho nên là Lũ chỉ có bận đồ ở đợ thôi. Bữa nay mới được lên dép. Đó, bữa nay mới được lên dép. Trời ơi, mình thích lắm nha. Bộ đồ này mình thích nè. Thiệt chứ bộ, bận đồ. Nhưng mà đẹp. Nhờ như vậy cho nên hôm nay anh Đạt mới là đặc biệt nổi trội nhất. Đúng không? Đó, nổi quá nổi luôn. Vậy còn gì như Kim Anh chị xoay vòng giùm em mới được không ạ? Dạ. Dạ, nay chị họp giao ban, chị tiễn hệ thống. Rồi, mà mới vừa họp xong. Nhau thành đạt gì như Kim Anh? Thì mới vừa họp xong, bởi vậy nên là Bình với Lũ mới đình cặp nè. Dạ. Vậy như Kim Anh, em là em rất là hâm mộ chị. Mà chị có bí quyết gì mà cân bằng giữa kinh doanh mà vừa nghệ thuật nữa? Ra MV liên tục là sao? Giữa công việc với lại nghệ thuật thì hai bên cũng phải ráng cố gắng để cân bằng thôi, chứ không thể nào mà mình được bên này sẽ mất bên kia. Chị ơi, hiện tại đang có MV gì mới chị? Anh vừa khoe với mọi người đi. Chuẩn bị một MV cổ trang mà phải nói là chưa bao giờ Kim Anh đầu tư đến mức độ như vậy. Bây giờ mình mới open một chút vậy thôi ha. Rồi đợi khi mà tất cả quý vị coi MV thì sẽ hiểu hơn về cái MV này. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà nói về chủ đề tình yêu thì chắc chắn không ai mà qua kiểu cặp đôi ông anh bà chị của em được. Vi ơi, hạnh phúc lắm. Người ta mới vừa kỷ niệm nhiều năm. Có 5 năm chứ nhiều. Trời ơi. Chia sẻ bí quyết tại sao 5 năm mà giận hai chồng mặn nồng như vậy vậy? Bí quyết thì cũng không có bí quyết nào hết. Chủ yếu là hai người cũng tin tưởng nhau. Mặc dù là anh Duy là đi quay phim rất là nhiều cô đào đẹp nè ha. Chẳng hạn như đây, đó. Đóng vai mẹ. Đóng vai mẹ, vai mẹ. Bởi vì phải kêu bài đây bằng mẹ chồng. Thì chị Kali đi quay cũng có trai đẹp như vậy. Em nè. Sao em sao? Sao? Em cũng đẹp vậy mà anh Duy có ghen đâu. Nói chung là vợ chồng phải hiểu nhau là được rồi. Đúng rồi, quan trọng nhất cái câu đó đó. Vợ chồng phải hiểu nhau và phải tin nhau. Thôi chương trình mình có chừng lộn chương trình hôn nhân gia đình nha. Chương trình âm nhạc đó, quên nói hồi tưởng hôn nhân gia đình. Tiếp theo là gì Vy? Tiếp theo là phổ biến luật chơi. Đúng rồi. Luật chơi của chúng ta thì vô cùng đơn giản thôi. Các bạn sẽ có 3 quyền: quyền cứu, quyền chặn và quyền chuyển. Quyền cứu đó là thủ lĩnh hoặc là đấu sĩ đã bị loại được quyền lên cứu đấu sĩ đang thi đấu. Quyền chuyển là chuyển đấu sĩ còn lại trong đội ra giúp đấu sĩ đang thi đấu. Và quyền chặn là chặn không cho đối thủ chọn đội mình mà phải chọn đội khác. Và trong trường hợp ngược lại thì nếu đội đối thủ không còn một thí sinh nào hết thì chúng ta được quyền chọn ngược lại đấu sĩ của đội đối thủ. Tiếp theo em xin phổ biến cái luật là sử dụng quyền ưu tiên. Nếu như mà mình muốn sử dụng quyền thì ở trên cao sẽ có một chiếc hộp gọi là chiếc hộp cứu hộ sẽ thả xuống. Nhiệm vụ của những thủ lĩnh là cầm cái búa chạy đập thật nhanh và thật lẹ. Ai đập trúng đầu tiên sẽ được sử dụng quyền ưu tiên trước. Với trường hợp mà đập mà không muốn sử dụng thì có quyền chặn đội đối phương lại. Đúng. Dạ chị. Dạ vậy thì chị sẽ tháo ra chị chạy rồi. Hiện tại trên tay của em đang là những phong bì bên trong có những cái quyền. Xin mời ai sẽ là người chọn trước ạ? Từ trái, từ phải qua đi. Dạ. Rồi nhìn Kim Anh. Đó, dạ, lúc nào cũng thích ở trên. Và để quyết định thắng thua trong những phần thi này chính là Hội đồng Âm nhạc Giải Ngân Hà. Có thể cho chúng tôi biết về tiêu chí chấm điểm của mình được không ạ? Chúng ta sẽ chấm 50% về giọng hát, tức là những kỹ thuật chuyên môn của mình á. Và 50% còn lại là về phong cách trình diễn, vũ đạo và những cái sở trường, sở đoản cũng như nha tương tác khán giả ở đây. Và chúng các đấu sĩ sẽ luôn tự tin thi tốt. Như vậy là các thủ lĩnh chúng ta đang rất là nôn nao để gặp các đấu sĩ. Và bây giờ nhiệm vụ các thủ lĩnh là hãy lắng tai nghe coi đấu sĩ nào hát thật hay, giọng hát nội lực để chọn về đội của mình nha. Và bây giờ sẽ là phần chào sân của các đấu sĩ với ca khúc Tình Thắm Duyên Quê. Thank you.
qua bao mái tranh, ngọt ngào sức hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong tre lụa xóm rơi, rung rung môi cười như tuổi còn đôi. Trên đây nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ xoay bóng sông, mộng ngày mang say giữa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trái miền cứu lông, hai ta ước thề say thắm tình duyên. Chúng ta hãy dán tấm màn bí mật lên và cùng làm quen với các đấu sĩ. Xin mời. Tấm màn bí mật đã dán lên nhưng mà bây giờ là thấy cái dán thôi, không thấy cái mặt. À, và bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ của đội chị Nhật Kim Anh. Xin mời. 3, 2, 1, xuất hiện. Wow, trời ơi. Trời đẹp không vậy? Trời ơi, cực phẩm không nha. Bây giờ xin mời tất cả các bạn giới thiệu về bản thân mình ạ. Em tên là Thanh Tú ạ. Hiện tại thì công việc chính của em là ca sĩ ạ. Em có thể hát được khá là nhiều thể loại, từ bolero cho đến nhạc trẻ. Và đặc biệt là em có thể hát được vọng cổ nữa. Vọng cổ luôn. Thấy chưa, thấy chưa. Bây giờ em hát thử câu của mấy đội kia sụp đổ hết liền cả nè. Thôi thì em xin gửi cho tất cả quý vị cũng như là ba mẹ có xem chương trình một câu vọng cổ của chú Thanh Sang trong trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh ạ. Tiếng Trống Mê Linh, trời ơi. Phu nhân ơi, khăn trăng đêm nay là làm trăng khăn thanh sự, thì ba lại tả từ của phu nhân cũng đã trọn tình vẹn nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu tôi nguyện là mồi cho lửa đỏ để cho bao người chiến sĩ ngang không chậm bước qua hùng. Hay quá. Nhưng chúc mừng em nha, chương trình mình không có ca cổ nha. Thì bạn tiếp theo ạ. Em tên là Ngọc Cara, hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. Yeah, cảm ơn bạn. Mời bạn tiếp theo ạ. Em tên là Quân Han, hiện tại em đang làm ca sĩ tự do. Thiết kế thời trang. Sở trường âm nhạc của em là pop, ballad, R&B và nói chung là rất là nhiều. Yeah,
Trời ơi, chị Nhật Kim Anh tính ra là nhạc nào cũng chơi được hết. Vậy không biết là đội của mình đã có được một cái tên mà để cho mấy đội kia nghe cái là khiếp sợ liền chưa ạ? Khiếp sợ không em? Khiếp sợ liền em. Bây giờ nhóm mình đã đặt tên chưa nè? Mình mới vừa thảo luận xong á chị. Thì để mình đánh hỏa mù cho mấy đội kia sợ thì bên em sẽ đặt một cái tên rất là hung dữ là tên cá vàng. Cá vàng? Cái gì? Ủa mà tại sao đặt tên cá vàng em? Cái gì nó cũng có cái nguyên do của nó anh. Team tụi em mới gặp nhau nhưng mà có một cái điểm chung á là tụi em rất là hay quên. Thậm chí bây giờ anh hỏi tên mấy bạn thành viên trong nhóm chắc cũng không nhớ đâu. Chưa nhớ. Không nhớ tên sao nhớ lời bài hát được trời. Dạ cái đó là cái lý do chính mà em không dám chia sẻ ở đây ạ. À. À như vậy là đội cá vàng. Một trào tay cho đội cá vàng của thủ lĩnh Nhật Kim Anh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen với những đấu sĩ của đội thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. 3, 2, 1 xuất hiện. Xin mời các bạn giới thiệu về bản thân mình ạ. Em tên là Thạch Thảo, hiện tại em là ca sĩ tự do và em kinh doanh về ăn uống ạ. Em kinh doanh thường món gì cưng? Món ăn của em nghĩ chắc hợp với anh á. À, em kinh doanh về healthy food là tức là ăn cho giảm cân á anh. À, ý là nói anh bự con quá đó Lâm. Bé là chắc hát dở quá, chứ vậy sao hát hay được. Dạ mời bạn tiếp theo ạ. Em tên là Bùi Công Duy và hiện tại em cũng đang là ca sĩ tự do ạ. Và em rất là vui khi được về với đội của anh Đạt bởi vì có thể thấy đây là định mệnh. Có mình em với anh Đạt là mặc đồ màu xanh giống nhau thôi. Ngoài ra tất cả mọi người không ai mặc đồ màu xanh. Đúng rồi. Đó, cơ duyên với nhau. À, quy định đây là màu xanh luôn phải không? Em quy định đây là màu xanh luôn anh. Em tự quy định. Cái này gọi là xanh gì? Anh Đạt đứng kế bên đi, anh Đạt đứng kế bên đi. Trời ơi, hai màu nó đều nhau. Y chang lắm anh. Muốn nói gì nói chị. Cái màu đó là màu xanh lông chuột em. Màu xanh lông chuột nha. Dạ, bởi vậy đây là định mệnh rồi. Đúng rồi, dạ, đúng anh rồi. Thấy em mặc màu xanh rất là đẹp. Màu xanh. Màu xanh, gì nói cũng được. Được hết. Mời bạn tiếp theo ạ. Vâng ạ, em xin giới thiệu, em tên là Enly. Hiện tại em đang làm ca sĩ tự do. Và hôm nay em rất hân hạnh khi được vào đội của anh Đạt ạ. Wow, ai cũng hân hạnh hết nha. Hết, thiệt tình. Nhưng mà nhóm mình đã quyết định đặt một cái tên nào chưa ạ? Dạ thì hồi nãy trong cánh gà thì tụi em cũng có thảo luận. Chị này thì thích nhóm Mắt Ngọc, em thích nhóm HAT. Chị Thảo thì lại thích nhóm Mây Trắng. Trời, hồi nãy em thấy màu xanh. Mà ba người đều thích những cái đội toàn là ngôi sao không? Bây giờ mình lấy cái đội tên là Sao Xanh. Là xanh sao không được. Ngôi sao màu xanh. Mình thêm những ngôi đi. Sao xanh thì qua xanh sao bệnh liền. Ngôi sao xanh. Ngôi sao xanh rồi. Rồi chốt. Một cao tầng lớn cho đội ngôi sao xanh à. Xin mời các thành viên của đội chị Khali ạ. 3, 2, 1 xuất hiện. Nam thanh nữ tú. Yeah. Ê gà chiến này nha. Thư dữ này nha. Gà chiến đó. Thư dữ đó, thư dữ đó. Đó. Giới thiệu bản thân mình đi bé Ly. Dạ, em xin chào cả nhà. Hôm nay Ly rất là vui khi mà được có mặt trong chương trình đấu trường âm nhạc. Thì mình là Bích Ly, ca sĩ tự do. Và thêm một cái điều vui nữa là rất là có duyên khi mà Bích Ly lại về đội của chị Kali. Dạ, bạn tiếp theo ạ. Em tên là Đi Trần. Cái em giọng hát hay ạ. Em đến từ thành phố Huế, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao Huế mà khán giả vỗ tay vậy? Hay là khán giả ở Huế này sao dạ, vậy? Em gom từ Huế vào anh ạ. À, từ Huế rồi. Là con dòng hả? Không đó. Huế thiệt. Huế thiệt. Dạ, và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do. Dạ, mời bạn tiếp theo ạ. Dạ, em tên là Việt Ngân. Hiện tại thì em đang là thành viên của nhóm nhạc nữ Ohio Girl Band ạ. Wow. Bây giờ chúng ta cùng đặt tên đội nha. À, thực ra thì đội của em thì có bàn trước với nhau rồi. Thì đội em xin giới thiệu, đội em tên là Miss Surgery. Làm mất với lại Surgery đó mọi người. Miss Surgery, mất với lại Surgery. Thật ra đó là ba đứa thích ăn mít với lại Surgery cho nên là Miss Surgery. Cái đội gì mà trái cây. À, vậy là được rồi đó. Ly Miss Surgery. Ly Miss Surgery. Như vậy chúng ta đã có 3 đội, đội cá vàng, đội ngôi sao xanh và đội Lee Mystery. Lee Mystery. Và trận đấu đầu tiên sẽ phép được bắt đầu. Nhưng mà trước khi thi cần nghe bài hát đầu tiên để xem bài hát là bài hát gì. Xin mời mọi người cùng hước về màn hình LED. Xin mời. Để em rời xa. Chị Ali ơi, đội chị biết hát bài này không vậy? Đội chị bài nào cũng biết hát hết em. Bài nào cũng biết, tự tin quá chị Nhật Kim Anh. Chị biết cái tên bài hát. Biết cái tên bài hát nào không biết rồi. Còn hơi dục dè. Anh Đạt anh biết không?
Nghe cái tựa hơi hoang mang. Nhưng mà bây giờ á, mình là người được quyền quyết định là đội nào thi trước. Nghĩ sao cái áo bụng màu xanh, trời ơi tức. Tức quá. Suy luôn. Cho suy thi luôn. Trước. Cho suy luôn. Đấy, chọn rồi anh đã. Bây giờ anh chọn già đấu nè. Anh muốn ai sẽ là người đầu tiên gọi là phá sân nè. Để em rời xa đúng không? Là cái bài đó không thể nào nam hát được. Trời. Để em mà đúng không? Làm sao để anh rời xa thì được. Nên cái bài này anh thiết nghĩ là phải là người nữ hát. Trong đội anh có hai cô bé, hai trang phục và hai sắc thái khác nhau. Nhưng mà anh thấy thú vị hơn là cái cô bé mặc áo những cái loài hoa dại đồ, cái tên Thạch Thảo, cỏ đá đồ đó. Như vậy là anh chọn Thạch Thảo. Và anh muốn đấu với đội của thủ lĩnh nào ạ? À? Kali hay Nhật Kim Anh? Đó, có sự tằng hắn nhẹ. Ai tằng hắn vậy? Ai thì vậy? Bình đó, chọn Ly đi. Bình à, Lũ còn nợ Bình nhiều lắm. Nên đầu tiên thì mình phải thử gà, thử cẳng nhau với đội Kali đi. Kali. Đội Ly Mystery đó. Như vậy là thủ lĩnh Hứa Minh Đạt đã chọn thủ lĩnh Kali. Không biết chị Kali sẽ cử người nào ra đấu đây? Lúc nãy á, khi mà cái bài hát Để Em Rời Xa vừa nổi lên một cái là bé kế bên, chị để em. Trời ơi, nhắc nhắn, chị để em. Để em. Đó, cho nên là Ly sẽ chọn cô bé áo trắng rất là trẻ trung và năng động này, Việt Ngân. Và bây giờ sẽ là trận đấu của Thạch Thảo và Việt Ngân với ca khúc Để em rời xa. Vì là ca khúc đầu tiên nên mong tất cả cái sự cổ vũ rất là nhiệt tình của tất cả những khán giả. Yeah. Trận đấu bắt đầu. 3, 2, 1. Quên đi được một người. Và đó chính là trận đấu của Việt Ngân và Thà Thảo. Hay quá. Chị Kali, chị thấy đồng đội của mình như thế nào? Để gà chiếu chị vời. Sao? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ngoài chữ tuyệt vời còn chữ gì không chị? Xuất sắc, tuyệt vời và xuất sắc. Hay quá, dạ. Còn anh Đạt? Không còn lời nào để nói nữa rồi. Là coi như là tuyệt vời, đỉnh của đỉnh rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Giọng của bạn Việt Ngân rất là hay và rất là phù hợp. Có thể đây được gọi là bài tủ của bạn đó. Nhưng mà bạn chưa xử lý tốt được ở những cái điểm mà sáng giá của bài hát. Và bạn vẫn còn hơi bị non nớt khi mà những cái điểm đó đáng lý ra bạn phải tỏa sáng hơn nữa. Mình chuẩn bị bấm điểm cho bạn rồi, tại vì giọng của bạn phù hợp với bài này thật sự. Nhưng hướng ngược lại đó là bạn Thạch Thảo, đây không phải là cái bài hát dành cho giọng bạn, nhưng mà bạn lại xử lý tốt hơn. Bạn lại có những cái sự hỗ trợ và chủ động hỗ trợ với cái đối thủ của mình và làm cho cái bài thi này nó hoàn hảo hơn. Thì mình xin dành một điểm này cho Thạch Thảo. Cảm ơn Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ sẽ là phút giây quan trọng. Hai cô gái chúng ta sẽ lên hố đen của vũ trụ để xem ai sẽ lại ở lại và ai sẽ lộn mèo xuống trái đất. Xin mời hai cô gái. Như vậy là trên hố đen vũ trụ chúng ta đang là hai tiếng hát của Việt Ngân và Thạch Thảo. Ai cũng hát hay, ai cũng xinh đẹp, ai cũng tài năng, nhưng chỉ một người ở lại Ngân Hà mà thôi, và một người sẽ lộn mèo về trái đất. Và bây giờ sẽ là thời gian quyết định ai đi và ai ở lại. Ai đi? Như vậy Việt Ngân đã trở về trái đất rồi quý vị ạ. Trời ơi. Xin được chúc mừng Thạch Thảo của thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Hồi nãy rõ ràng là trời ơi, em thấy là Thạch Thảo run lắm. Trời ơi, tay chân lắp bắp lắp bắp. Mồ hôi vậy nè. Anh Đạt là người chiến thắng rồi, bây giờ anh sẽ là người chọn người sẽ đấu với mình. Không biết anh chọn ai ạ? Kali à? Đây là Kali. Dạ em anh Đạt. Anh chiến thắng rồi, em có lời chúc mừng nào cho anh không? Em chúc mừng anh, đội em còn hai thành viên đó anh. Thì anh tha thứ cho em đó. Em cảm ơn anh. Bình à? Bình à? Bình nghe nè Lũ. Lũ bắt đầu tràn về Bình đây. Chết rồi, trôi lục Bình rồi. Không sao Lũ à, Lũ cứ tràn qua đây Lũ. Để Bình kêu cậu ba tới nha. Được, cậu ba.
cái anh chàng này nhìn cái nét tựa tựa như cậu ba quá à. Thấy ghét luôn. Lên liền anh. Vẫn đối với cậu ba nè. Xin mời cậu ba Thành Tú. Và bây giờ mình là người bị chọn, cho nên được quyền chọn bài hát luôn chị. Bây giờ nói chung á là Lũ à, Lũ đã chọn gà của Bình à, chọn Thanh Tú thì thôi bây giờ á Bình sẽ chọn bài hát để thách đấu lại với bên kia hen. Và dĩ nhiên là phải chọn một bài nào đó là sở trường của Thanh Tú mới được chứ, đúng không ạ? Và bài hát đó là bài Đập Vỡ Cây Đàn. Đập tiếng hát của Thanh Tú. Xin mời hai đấu sĩ sẽ cùng bước xuống sàn đấu. Và bây giờ sẽ là trận đấu của Thạch Thảo và Hot Boy Thanh Tú với ca khúc Đập Vỡ Cây Đàn. Hai bạn hãy cùng. Cuộc tình thương nhất anh đã chúc trao về em, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với em, từng chạy theo bao cuộc vui. Cha anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em để chờ đứng trong mà nghe buồn xa. Được, cảm ơn hai bạn Song Ly rất nhiều. Một trào tay thật lớn cho ca khúc Tàn Tro. Ly nào hát cũng hay hết. Thôi hát mà dìu dắt nhau, hỗ trợ nhau hết rồi. Giờ Kim Anh, chế đội này sao chị? Với chị thì thật sự ra nãy giờ chị thấy hai Ly hát thì một bên là rất là mạnh mẽ và một bên thì rất là nhẹ nhàng. Bên nào cũng hay hết. Nhưng mà với chị thì chị cảm thấy là nếu là chị mà được giống như ban giám khảo thì chấm cả hai luôn. Hay quá, cảm ơn chị. Còn chị Kha Ly? Đối với Bích Ly á, thì ngay từ đầu là Ly rất là tự tin về Bích Ly, thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Tại vì cô ấy rất là dày dạn trên sân khấu rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Cho nên là làm chủ động được hết tất cả, xuống giao lưu với khán giả nè. Rồi giọng hát thì rất là chắc, rất là rõ từng chữ một. Và cảm xúc, nhất là những cái nức nghẹn á, mình nghe mình cảm thấy mình đau. Còn Enly cũng rất là tuyệt vời. Giọng hát của em cũng rất là đầy nội lực và rất là tình cảm. Nhưng mà nếu để chọn công tâm thì Ly sẽ chọn Bích Ly. Chị, bây giờ chị là Enly, Bích Ly, Kha Ly, ai hát hay nhất? Đương nhiên là Bích Ly rồi. Kha Ly thứ mấy? Chắc là thứ nhì á. Chắc là thứ nhì á. Chắc là thứ nhì á. Trời ơi, dễ sợ thiệt. Quá trời bà chị tôi rồi. Anh Đạt, nãy giờ anh ngồi coi hai bạn diễn với nhau và hát cái bài này thì anh có cảm nhận như là cái ví von như là cũng hai Ly hát, là bên đây là hát giống Cẩm Ly, còn đây giống Minh Tuyết nè. Trời ơi, vậy là Cẩm Ly Minh Tuyết anh à, hòa quyện nhau quá à, là hai chị em ruột vậy đó. Đúng rồi, nên tạo nên bài hát phối hợp nhau, ai cũng đều có cái hay riêng hết. Hay quá. Cái phần này sẽ rất khó, thôi bây giờ để cho hội đồng âm nhạc nhận xét đi ạ. Hai em vừa hát hay vừa xinh đẹp nữa. Anh có lời khen ngợi anh Ly, tại vì anh nghe rất là nhiều ca khúc của anh Ly trên mạng rồi. Khi em hát live thì em hát có hồn hơn và hay hơn. Có thể hôm nay do sức khỏe em không tốt nên những nốt cao em xử lý chưa được tốt lắm. Nhưng mà so với anh nghe cái màu giọng rất là thích. Còn với lại Bích Ly thì ca khúc này khá hợp với màu giọng của em. Nên em thể hiện rất tự tin, nhưng mà em nên tiết chế cái lực hát của em lại. Em bung ra hết thì vì sao em sẽ bị đuối, không còn gì giữ cho mình nữa. Anh xin hết thôi. Cảm ơn hội đồng âm nhạc ngân hàng. Và bây giờ xin mời Song Ly hãy cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người trở về trái đất đây. Xin mời hai bạn. Vậy là Song Ly đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Cái gì cũng chưa chắc đúng không? Dạ bây giờ hả? Mời em. Dạ em nhờ anh đứng ngay hố đen giùm em được không ạ? Thủ lĩnh là anh gái á thì không nói gì đúng không? Em bên anh cái khúc này. Thật sự á, bây giờ nè, đội của Enly bây giờ nhìn lại, trời ơi, tới hai nam nhi rồi. Đúng rồi, mà bắt tôi vừa dẫn chương trình, tôi vừa làm hậu đài, vừa mắc cúp, vừa hello ăn nguyên đoàn phim. Mà giờ bắt tôi sập hầm nữa, ai mà chịu nổi. Thôi bây giờ mình nhờ trực tiếp anh Đạt luôn đi. Đúng anh rồi. Anh Đạt anh vẫn hoang mang đó. À, anh nói gì vậy? Bây giờ anh nói gì vậy? Không, nghe không hiểu gì. Anh Đạt thấy sao anh? I believe. Bây giờ ai cũng đã ép như vậy rồi thì anh không nói gì nữa. Vậy nên bây giờ em lên chở anh em tập làm quen đi. Đó, em rớt em bỏ. Mọi người đã nói như vậy rồi. Em tập làm quen, em rớt thì phá khỏi cái dớp này đi chứ đội mình rớt nhiều quá rồi. Bây
giờ để cho bạn nói luôn, mình muốn nhờ trực tiếp ai? Mọi người ép tôi quá mà thiệt á, ánh mắt lại nhìn tôi không. Một tràng pháo tay cho sự gọi là thay thế của đội trưởng Hứa Minh Đạt ạ. Anh Đạt ơi! Anh sao vậy? Tôi đang ở đâu vậy? Dạ anh đang ở trên thiên đàng. Chưa có lọt hố anh. Chưa lọt hố anh. Bây giờ mình nhích vô đây nè, mình mới là bắt đầu lọt. Trời ơi, sao những bước đi nặng trĩu như thế này? Mọi người ơi, tôi sợ độ cao. Nhưng mà phải chịu thôi. Rồi, em cầm áo cho. Anh Đạt ơi, bây giờ tâm lý của anh như giờ như thế nào? Trước khi xảy ra cái chuyện mà cho anh gọi cho vợ anh được không? Alo, em hả? Em đây. Anh ông xã yêu dấu của em mà. Dù gì sao đi nữa, anh vẫn yêu và quý hai con mình. Anh sẽ quay về với em ngay liền đó. Chờ anh nhé. Anh về ở trái đất đây. Sao rồi anh? Giờ anh nói anh đi luôn đi. Đi luôn đi. Trời ơi, quá trời chị Lâm Di Dạ của tôi rồi. Và bây giờ sẽ là phút giây quan trọng để xem Bích Ly hay là đội của Ellie sẽ là người lọt vào hố đen vũ trụ. Như vậy là anh Đạt đã về trái đất với chị Lâm Bỉ Dạ rồi. Em có muốn gửi lời gì đến cho thủ lĩnh của mình không? Em xin gửi lời cảm ơn đến anh Đạt ạ. Yeah. Như vậy là một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Kali. Xin chúc mừng thủ lĩnh Kali. Và một lần nữa xin chia buồn cục. Ủa? Anh sao vậy? Tai mũi họng anh bị gì vậy? Giờ tâm lý ổn không hay là chuyển lên tiếng trên? Thì hồi nãy anh rớt xuống trái đất rồi Diễu Ai mới đưa anh lên lây lại nè. Diễu Ai đưa lên lại. Anh ráng nha anh nha. Bây giờ anh ổn không? Chị nghĩ là không ổn đâu Lâm ơi. Quá trời đẹp. Quá rồi. Đeo vô. Không được rồi. Quá trời tội nghiệp anh tôi quá. Không sao, cũng được. Nhưng mà thà mình như vậy, con bé kia nó còn về an toàn. Như vậy là chị Kali đã chiến thắng. Bây giờ chị muốn đấu với ai đây? Bây giờ Kim Anh bây giờ ngồi chơi sơi nước quá kìa. Thật ra thì chị thấy là tình hình của anh Đạt đang bất ổn lắm. Hơi đuối rồi. Đúng rồi, đuối quá. Dập luôn bạn. Người lớn tuổi nữa, tội nghiệp. Với lại chắc là anh Đạt cũng muốn về với lại Dạ lắm đúng không Đạt? Thôi em thắng em muốn nói gì em nói à. Không, em cho anh Đạt về sớm đi. Thôi tội nghiệp quá chị. Thôi cho về sớm đi em. Về sớm là về sao? Về với vợ. Như vậy chị muốn tiêu diệt luôn. Không phải tiêu diệt. Là bây giờ phần thưởng mình, là thuộc về anh là cho mình về... tiễn anh Đạt về sớm với Dạ. Như vậy thì chị Ali quyết định đấu với lại anh Hứa Minh Đạt. Wow. Và bây giờ Bích Ly sẽ đấu với gà chiến cuối cùng ở đội thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Không biết anh Đạt sẽ đưa ra bài hát gì đây? Hãy dừng lại đó. À có bài gì? Hãy dừng lại đó hả anh? Hãy thôi đi. Bài không anh ơi, đi. Mình chỉ được lựa một bài thôi anh. Không, hãy quên đi. Hãy quên đi, biết bài đó không cưng? Người hãy quên em đi. Tôi không chịu. Bài hát gì tôi không chịu ta? Không, không có bài tôi không tin nè, chứ tôi không có bài tôi không chịu. Tôi không tin là tôi không chịu. Chưa bao giờ nghe bài đó. Không phải, ý tôi là tôi có cái này. Quên. Có quyền. Không biết quyền của anh là gì? Quyền của tôi đó chính là chặn lại đi. Chặn lại đi. Nhưng nếu muốn chặn, anh Đạt phải chơi vận động trường. Đúng. Với chiếc búa và chiếc hộp cứu hộ. Xin mời anh Đạt và chị Kali bước lên vị trí. Kali và anh Hứa Minh Đạt đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chị Kali hãy vận động hết cái sức lực để đánh trúng chiếc hộp đi chị nha. Và thời gian bắt đầu. Vô. Anh Đạt ơi, cẩn thận. Coi chừng. Trời ơi. Từ từ thôi Ly ơi. Thành Duy ơi, anh xin lỗi em. Hứa Minh Đạt là người chiến thắng. Như vậy là bây giờ là anh Hứa Minh Đạt đã dùng quyền chặn. Là chị Kali không được quyền chọn đội anh Hứa Minh Đạt nữa. Đúng. Bắt buộc phải chọn đội của thủ lĩnh Nhật Kim Anh. Ủa gì vậy? Nãy tự nhiên cái trời ơi, ủng hộ quá trời luôn, cuối cùng chọn mình à. Kim Anh, cái gì? Chúng mình vẫn là bạn. Không hề. Ghét. Bên Kim Anh là còn hai người. Bây Đúng giờ rồi. Mình sẽ chọn một cô bé rất là xinh đẹp bên đội của Kim Anh. Ngọc Cara. Hay rồi. Quá. Bây giờ chị Nhật Kim Anh sẽ có quyền chọn bài hát. Chị chọn bài hát cho em. Ngọc Cara thì mình phải hát bài Buồn Làm Chi Em Ơi em ha. Bài này là quá dễ thương rồi. Bài này tôi thích lắm đó. Xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu ạ. Xin mời. Đó là Ly ơi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi với hai đấu sĩ Bích Ly và Ngọc Cara. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. Three, two, one.
Ngọc Cara và Bích Ly với ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi. Chị Cara Ly, chị thấy gà chị hát bài này sao nè? Quá hay. Lại là quá hay. Đúng không mọi người? Yeah. Còn chị Nhật Kim Anh thì sao ạ? Quá hay, quá tuyệt vời, trời gà anh ta mà. Rồi, nói chung là ai nhận xét gà mình cũng khen hết trơn trời. Bây giờ để công tâm và công bằng thi. Mời hội đồng âm nhạc Ngân Hà có ý kiến ạ. Xin mời. Theo một cách khách quan của Lan Nghĩa thì vô tình khi mà Nhật Kim Anh chọn ca khúc này nó lại là rơi vào thế mạnh của bạn Ly bên này. Khi mà bạn trình bày ca khúc này á, chị thấy là cái những cái phần phát âm của em á, rất là chắc. Cả về cái phần cao đổ, cả phần thấp và cao cả khi em feel nữa. Nó rất là chuẩn luôn. Còn về cái phần giọng hát của Ngọc Cara, thật ra mà nói chị vẫn thích, có nghĩa là chị vẫn thích cả hai giọng của hai bạn luôn, nhưng mà có thể là em ngồi nãy giờ và em sẽ hơi bị mờ chút xíu về cái phần hơi thở của mình, đúng không? Thế nên là chị thấy khi mà em bị xuống quá thấp á thì nó hơi mờ, và khi mà lên cao thì nó hơi với chút xíu nữa. Xin cảm ơn hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Vậy bây giờ chúng ta sẽ mời hai cô gái xinh đẹp này lên hú đen vũ trụ, ai cũng sợ trơn trọi nhưng mà phải bắt buộc thôi. Xin mời hai cô gái xinh đẹp ạ. Như vậy là hai cô gái xinh đẹp Bích Ly và Ngọc Cara đã có mặt ở trên hố đen của vũ trụ. Không biết là anh Đạt có lời nào nhắn nhủ không anh Đạt ơi? Anh Đạt ơi! Anh Đạt! Hay là anh muốn lên... Mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần ta. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Anh có đi xa, anh có bay xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió. Để lại tháng tư ở đó. Phải tàn thật nhanh, anh có bay xa, anh có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió. Để lại tháng tư. Ủa rồi hát vậy sao ta chấm? Thiệt luôn á. Mà hay quá vậy trời. Trời, tôi thấy Nhật Kim Anh cái mặt này nè. Thật sự là hay thiệt. Chị không có nghĩ được là anh Đạt lại có một cái trùm cuối như vậy. Giọng giả thanh của bạn quá là tốt đi. Và hơn nữa là với một cái bài hát này thì Kim Anh nghĩ rằng là đây là sở trường của bạn rồi. Hay quá trời, thấy sao vậy Cali? Quá xuất sắc luôn. Bà chạy 3 show rồi mà như hát bài đầu tiên. Giọng còn rất khỏe. Mà ở cái bài hát này thì nó rất là cao. Giọng của Hành Tuấn là giọng nam cao, mà cho nên khi mà Bích Ly thể hiện cái bài này thì Ly cũng rất là sợ. Nhưng mà cuối cùng là Ly hát rất là tròn, từ những cái quãng mà cao nhất và không có bị mờ á. Còn anh Đạt anh thấy sao nè? Anh thấy anh im lặng từ cái lúc mà cất giọng hát đến kết thúc, anh vẫn im lặng là sao vậy anh? Thực sự những giây phút như vậy mới gọi là hưởng thụ. Im lặng coi hai bạn đấu với nhau. Mà đấu không phải đấu mà đánh rầm rầm, một sự nhịp nhàng
dìu dắt và cuốn theo, có nhiều lúc nổi da gà luôn. Thật sự là hai bạn phải đấu. Mà lần đầu tiên em thấy giám khảo nha, bình thường họ ngồi họ chiếm trệ, mặt họ tỉnh queo, mặt lạnh như tiền để chấm. Mà lần này em thấy nhộn nhịp. Mà bây giờ nè, nhoi lên bàn dưới thò xuống bàn trên. Cái quang cảnh ghê nhất là bây giờ không có một cái đèn nào sáng luôn. Mà không ai ngước mặt lên luôn. Ờ. Gầm cuối mặt. Ghê thiệt. Bây giờ sao đây? Quá trời. Dạ bây giờ sẽ là ý kiến của hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Sau khi một hồi bàn bạc rất là căng thẳng và nảy lửa giữa ban giám khảo thì mình xin mời hai bạn lên trên hố đen để nhận thử thách mới. Như vậy là thể theo yêu cầu của hội đồng âm nhạc Ngân Hà thì Bích Ly và Công Duy đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Vậy bây giờ không biết là thử thách dành cho hai bạn sẽ là gì đây, hội đồng âm nhạc Ngân Hà? Bây giờ mình hỏi nha bạn Công Duy, sở đoản của bạn là gì ạ? Sở đoản của em chắc là nhạc có tiết tấu, tại vì em hát ballad, chủ yếu là hát ballad. Một cái bài mà tiết tấu nhanh ha, là bài đường cong, bài bay hoặc bài taxi. Này em từ đâu về đây mà hai nhìn em là say, này em từ xưa về nay mà thấy lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường cong em đây mà. Oh oh la la, chàng trai sexy lady. Ai ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo, nhìn xem lòng em không đắn đo. Oh mong em như thế đó, mong em đừng. Là quyết định của mình sẽ là Công Duy hay là Bích Ly? Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1. Wow. Xin chúc mừng Công Duy. Xuất sắc giành chiến thắng và xin chúc mừng cho đội trưởng Hướng Minh Đạt. Như vậy là thủ lĩnh Hứa Minh Đạt đã giành chiến thắng. Bây giờ thừa thắng xông lên. Bây giờ anh đấu với ai ạ? Mỗi bên còn một con gà chiến ạ. Kali à? Hả? Sau trận đấu lúc nãy em có gọi điện thoại cho vợ anh chưa? Em thấy em buồn. Buồn sao buồn? Tại vì em có lỗi với dạ. Sao vậy? Không đưa anh về được với dạ đúng hẹn. Thiệt tình. Với tình hình này khó nha. Em nghĩ là chị về Thanh Duy sớm đó. Nãy giờ em cứ đưa đẩy anh về với vợ hoài. Bây giờ anh sẽ đưa em về với chồng, để làm cho chồng em vui, gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Chồng em mới vừa gọi. Nói gì? Nói nhớ em quá. Anh sẽ đáp ứng yêu cầu cho em. Nhưng mà em nhắn với chồng em rồi. Nói gì nữa? Đêm nay em sẽ không về. Trời ơi, hay quá. Ai cũng quyết tâm hết. Chị Ly, chị được chọn bài hát. Em sẽ dành tặng cho anh 999 đó hồng. 999 đó hồng. Xin mời hai bạn bước xuống sàn chiến ạ. Và ngay bây giờ sẽ là phần thi đấu giữa Đi Trần và Công Duy với ca khúc 999 đóa hồng. Càng về cuối càng gay cấn. Trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên bê lên lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng em đam mê cuộc sinh. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc đêm. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu rằng anh yêu em, yêu em nhất ban đầu, tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt anh trao. Này em yêu ơi, yêu anh nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái.
em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thân tiên bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cùng si. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu em nhất trên đời. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt anh trao. Này anh yêu ơi, yêu anh nhất trên đời, và chỉ mình anh thôi. Bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét của những vị ban giám khảo. Xin mời ạ. Cái tiết mục vừa rồi á, rất là vui, và phải nói là nó lại càng khẳng định thêm cái khả năng và cái dấu ấn của Nhật ở cái sàn đấu này. Khi mà một mình em đấu với hai bạn mà em vẫn phong thái rất là ung dung, rồi sau đó em hát ngay từ chữ đầu tiên, nó đã có một cái sự chắc chắn và một sự tự tin trong đó rồi. Và kèm theo là những thử thách của bên đội bên này. Tuy nhiên em vẫn xử lý được và em rất là kiên quyết là em phải giữ cái mic để em hát cho bằng được. Bên cạnh đó là em còn bao quát, không phải là em chỉ diễn với lại hai bạn diễn mà em còn diễn với đội của em còn diễn với khán giả, em diễn với giám khảo, rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì hai em bên này hát cũng rất là hay. Tuy nhiên là có thể là do là mình, cái sự kết hợp của mình nó cũng không có gọi là hợp cái tông giọng của bạn nữ lắm, và em cũng là đóng góp rất là nhiều cái tình huống để cho thử thách và làm cho cái sân khấu trở nên hay hơn. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn bạn Thái rất nhiều. Anh thấy sao với chiến thuật của anh vừa rồi? Anh nhìn là không sai. Không sai. Anh chơi chiến thuật này quá hay, nên là anh tự tin vào cái màn trình diễn của hai em và sẽ chiến thắng. Chị thấy sao ? Chị cười hả? Sao cười? Sung sướng. Sung sướng hả? Lâm ơi, bởi vì hồi nãy chị đã nói rồi thấy không? Đừng có nhìn cổ mà mỏng manh, liễu yếu, đào tơ mà lầm nha. Dạ. Lầm lắm, tại vì người ta có chiến thuật hết. Vậy bây giờ còn chần chừ nữa. Đúng rồi, xin mời hai đấu sĩ chính của chúng ta, còn bé áo hồng là hỗ trợ để đỡ cho đấu sĩ còn lại của team mình. Vì vậy cho nên là xin mời bé áo hồng trở về đội của mình nè. Và xin mời hai đấu sĩ chính của chúng ta lên hố sâu bí ẩn. Minh Nhật và Miu hiện tại đang có mặt ở hố sâu bí ẩn. Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người rớt xuống hầm đây? Một Minh Nhật, một anh chàng rất là trẻ, chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng mà đấu trận nào là thắng trận đó. Không biết là may mắn có đến một lần nữa hay không. Còn Miu, một giọng hát rất là nội lực và ấm áp, và không biết là sẽ như thế nào. Bởi vì bên Miu cũng có một cái chiến thuật, đó là được đỡ, nhưng mà không biết đỡ có thành công hay không. Ai sẽ là người ở lại đây? Dạ, ngay bây giờ. Thời khắc quan trọng, chúng ta hãy cùng đếm 1, 2, 3 để xem ai sẽ là người rớt xuống đây. 3, 2, 1. Bắt đầu. Xin chúc mừng thủ lĩnh Nguyễn Anh. Anh Nhiều Lại ơi, cảm nhận như thế nào khi mà dùng quyền mà mình lại bị mất một thành viên vậy anh? Đau quá. Đau quá anh. Là sai chiến thuật hay sao anh? Không, chiến thuật là đúng rồi, nhưng mà xui thôi. Không, nhưng mà còn mình còn ít ít chủ bài. Ách chủ bài. Dạ, anh có cần gọi đò mà đi về sớm không ạ? Dạ, chị ơi. Ơi. Sao chị đẹp mà chị hay quá vậy?
Chị tài năng dễ sợ, trời, hào quang chị xóa 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 liền luôn á. Hay quá, bây giờ chị chọn đi, chị muốn mời ai à? Gọi đò cho anh về giùm em được không ạ? Thôi gọi xe đò luôn đi. Tiếp tục anh Ưng Hoàng Phúc. Wow. Hay là taxi. Anh Thái anh đang kẹt. Thôi gọi xe đò cho anh về sớm luôn đi. Thôi. Nhưng mà bây giờ nè, quyền quyết định vẫn thuộc về chị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh sẽ chọn ai ạ? Ai chị? Trong lần này em sẽ chọn anh Ưng Hoàng Phúc. Rất là giữ vững lập trường, vẫn là chọn anh đó anh. Bây giờ anh chỉ còn có một thành viên thôi, cho nên là Nguyệt Ánh sẽ chọn bé đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Vậy thì bây giờ anh Ưng Hoàng Phúc ơi, hãy chọn bài trả lại với Nguyệt Ánh đi nào. Bài gì anh? Anh sẽ chọn bài Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi. Đừng yêu nữa em mệt rồi. Em mệt thì anh mệt. Em thấy là cái mắt anh mệt á. Thì anh mệt. Không thấy đừng chọn nữa. Phúc mệt rồi. Thì anh có thể đi về. Và đừng yêu nữa em mệt rồi. Vậy bây giờ sẽ là hai đấu sĩ của hai đội sẽ cùng bước ra. Xin mời hai đấu sĩ ạ. Dạ. Khoan. Gì vậy? Cái gì? Anh xin thay đổi chiến thuật tí xíu. Ủa gì? Thay đổi chiến thuật? À hả? Bộ anh có chiến thuật gì hay hơn hả anh Phúc? Anh xin dùng quyền của mình. Wow. Đúng rồi. Đây quyền của anh đây. Yeah. Wow. Như vậy là bây giờ anh Ưng Hoàng Phúc sử dụng quyền của mình. Anh mở ra coi quyền gì nào. Tại vì gà chiến anh muốn để dành, anh muốn dùng quyền của mình. Quyền gì ạ? Đó chính là quyền. Quyền cứu. Và quyền cứu này thì thủ lĩnh có quyền ra ứng cứu cho thí sinh của mình, hoặc là anh sẽ cứu một bạn ở trong team của mình đã bị loại trở về sàn đấu để đấu với đối thủ của mình. Tại vì đội bên kia đang còn 3 đấu sĩ, mà bên anh thì còn có một đấu sĩ nhí tội nghiệp, nên là anh sẽ chọn quyền cứu một đấu sĩ nam để đấu với đội đấu sĩ bên kia để cho nó ngang tài ngang sức. Vậy anh cứu ai ạ? Team anh Hoàng Phúc bây giờ ta lên giùm được không ạ? Anh sẽ cứu Ngọc Nhân. Ngọc Nhân. Xin mời đấu sĩ Ngọc Nhân ạ. Đấu sĩ Ngọc Nhân trở về sân khấu ạ. Ngọc Nhân ơi, lúc nãy ban giám khảo đã góp ý cho em hãy nhớ những lời đó và em thể hiện tốt hơn nữa về phần trình diễn của mình nhé. Anh tin em. Dạ. Nhân ơi, em đây ạ. Em nghĩ như thế nào khi mà em rơi xuống rồi người ta cứu em lên? Dạ, em tưởng là được cứu thì em sẽ được hát với một ai đó khác bằng này, mà lên lại rồi vẫn là gặp bạn này. Dạ, vậy em có bị lo áp lực không? Có là áp lực không em? Dạ không, em không áp lực ạ. Không áp lực. Và trong khi mà rớt xuống hầm, cái lúc mà rớt, cái lúc mà chới với không có chỗ bám á, thì em có suy nghĩ cái chiến thuật của mình ngày hôm nay là hát hết mình? Dạ, là em tưởng là em ngồi dưới đây rồi, ai ngờ được anh Phúc dùng quyền cứu lên thì em sẽ cố gắng hát hết mình cái trận ngày hôm nay để không phụ lòng anh Phúc. Sẽ quyết đấu cái trận này. Và bây giờ sẽ là ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi. Trận đấu sẽ phép được bắt đầu. Sao toàn những vết cắt, có lẽ nào đến lúc khi hai ta đã hết yêu. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đây, yêu là yêu đến hết đời này. Em không là thế giới ấy, em thật là nhỏ bé thôi. Tại sao em cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra? Có lẽ em yêu em nhiều quá nên là anh chẳng dám buông ra. Có lẽ em thấy anh mạnh mẽ nên là em chẳng muốn vô về. Yêu em bằng trọn con tim ấy, đớn đau nhiều lắm em biết không? Thế thôi anh xin dừng lại, tim anh vỡ đôi thêm đau. Có lẽ không nên yêu nhiều thế,
lời tình yêu sẽ nói em nghe. Với trái tim yêu thương vùi vỡ nên làm quen với những bơ vơ. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với bao chữ yêu nữa rồi. Thế thôi em xin dừng lại, đừng yêu nữa nhé anh ơi, em để sẽ qua một người như thế đây. Yêu là yêu đến hết đời này, em không là thế giới ấy, em thật là nhỏ bé thôi. Tại sao em cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra? Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên là em chẳng dám buông ra. Có lẽ em thấy anh mạnh mẽ nên là em chẳng muốn vô về. Yêu anh bằng tròn con tim ấy đớn đau nhiều lắm anh biết không. Cứ cho đi rồi nhận ra tìm mới vẽ đôi thêm đau. Có lẽ không nên yêu nhiều thế bởi tình yêu sẽ nói anh nghe. Với trái tim yêu từ vụn vỡ nên làm quen với những trơ vơ. Có khi chỉ vì em không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại, đừng yêu nữa nhé em ơi, anh mệt rồi. Đôi khi em nghĩ thật là em muốn cảm ơn anh vì đã bên em ngày qua. Dừng lại thôi, chỉ mong tìm lại một chút bình yên. Với tình yêu sẽ nói anh nghe. Với trái tim yêu từ vụn vỡ nên làm quen với những bơ vơ. Có khi chỉ vì anh không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại, đừng yêu nữa nhé em ơi, anh mệt rồi. Ca khúc Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi với Minh Nhật và Ngọc Nhân. Ngọc Nhân, anh thấy dòng này thì như cái giọng em mở ra rồi đúng không? Hồi nãy trong lúc mà rớt xuống giật cho em like lắm hả? Em á, giọng thấy mở ra. Cái lúc mà khoảng đường mà em rớt xuống là em đang luyện thanh luôn đó anh. À, nãy đã cái phiêu khúc cuối đâu, phiêu lại coi, phiêu lại coi. Em mệt rồi. Đó, nhờ té xuống giật cho chị. Trời ơi, nhờ té xuống mà giờ được cái giọng quá trời thanh thoát luôn, dạ. Đúng không em? Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét của những vị ban giám khảo à, xin mời ạ. Thì nghe ca khúc này thì anh cảm thấy mình giống như là đang được thưởng thức thôi, chứ không phải là coi các em thi thố gì cả. Thì Nhật hát nãy giờ cũng rất là nhiều màu sắc, rất đa dạng, quảng em đẹp nữa, rất là hợp với các thể loại. Và nhưng có lẽ thì do hát nhiều quá nên tới bài này thì em có bị xuống sức chút xíu, hơi bị lỗi nhẹ và hơi mất bình tĩnh nữa. Anh thấy khúc cuối nhưng mà em mất bình tĩnh nhiều lắm. Còn đối với Nhân á, giống như là em rớt xuống hầm rồi, em được tôi luyện biết.